Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 11. Trụ Vương nhìn Dương Diệp rồi sau đó lại nhìn Huyên Nhi đang đứng ở trước mặt hắn, cuối cùng ánh mắt lại quay về Dương Diệp, nói. Tiểu tử, người tuy hiện tại chỉ là cảnh, nhưng tiềm lực của ngươi lại cực lớn, ngươi rất xứng đôi với nữ nhi của ân trụ ta, hy vọng ngươi sau này sẽ đối xử tốt với nó. Tiền bối. Dương Diệp đang định nói gì đó thì Huyên Nhi ở bên cạnh lườm hắn một cái, khiến cho hắn phải nuốt lại những lời muốn giải thích. Hiện tại hắn đã hiểu dụng ý nữ nhân trước mắt này lúc trước vì sao lại nói muốn gả cho hắn. Nghĩ vậy, Dương Diệp nhìn thoáng qua ân Huyên Nhi, không ngờ nữ nhân này dẫn hắn tới đây, căn bản không phải để tìm lợi ích. Trụ Vương quan sát Dương Diệp một thoáng rồi nói. Ngươi đã chủ tu kiếm đạo, vậy truyền thừa của ta không thích hợp với ngươi. Có điều, ta thấy nhục thân của ngươi không tồi, ta ở đây có một phương pháp luyện thể và một môn quyền kỹ rất thích hợp ngươi. Nói xong, bấm tay búng một cái, hai quyển trục bay đến trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp trong lòng vui lắm, thi lễ với Trụ Vương rồi sau đó nhận lấy quyển trục trước mặt, ánh mắt trước tiên hướng vào quyển trục bên tay trái. Quyền kỹ địa cấp trung phẩm, phá long quyền, nắm tay chính là nắm quyền, ra quyền có lực chính là quyền lợi, nam nhân một ngày không thể không có quyền. Trụ Vương nói, môn phá long quyền này là ta sáng chế ra lúc còn trẻ, chỉ có ba thức, thức thứ nhất, toái giáp, thức thứ hai, chấn địa, thức thứ ba, phá long. Nghe đồn phòng ngự của long tộc là mạnh nhất thế gian, chỉ đáng tiếc long tộc đã biến mất ở Nam Vực, bằng không ta cũng muốn thử xem. Phá long quyền này của ta có thể phá vỡ được phòng ngự của long tộc hay không? Giống như bị hào khí của nam tử trước mắt cuốn hút, Dương Diệp cũng cười nói. Nếu sau này vãn bối gặp long tộc, có thể thử xem. Trong mắt Trụ Vương hiện lên nét cười, nói. Không tồi, không hổ là người nữ nhi của ta xem trọng. Phá long quyền chú trọng lực lượng nhục thân của ngươi càng mạnh thì uy lực của nó lại càng lớn. Bộ phương pháp luyện thể này có rất nhiều phương pháp để thăng nhục thân, chỉ là sẽ có chút đau khổ, có điều đối với ngươi mà nói thì chắc không đáng là gì. Tiểu tử, nhớ kỹ lời nói của ta, đối xử tốt với nữ nhi của ta đó. Nói xong, thân thể hắn bắt đầu từ từ trở thành nhạt nhạt nhòa. Phụ hoàng, trong mắt Huyên Nhi lệ quang lấp lánh. Trụ Vương mỉm cười, nói. Ta hiện giờ đã hoàn thành tâm nguyện, cũng nên biến mất rồi. Huyên Nhi. Phụ hoàng biết ngươi muốn báo thù cho mẫu hậu của ngươi, phụ hoàng không ngăn cản ngươi, nhưng phụ hoàng muốn nói với ngươi rằng, hiện giờ ngươi đã thoát vây, phụ hoàng chỉ hy vọng ngươi có thể được bình an. Nói xong, thân thể của Trụ Vương càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng thì triệt để tiêu tán trong không trung. Tuyệt thế cường giả một thời, từ nay về sau sẽ triệt để biến mất trên thế gian. Ân Huyên Nhi không khóc, cũng không nói gì, chỉ đờ đẫn nhìn chiếc quan tài đó. Dương Diệp ở bên cạnh há há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra những lời an ủi. Hắn biết, nữ tử trước mắt này căn bản không cần được an ủi, nàng ta chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Chúc mừng tiểu đệ đệ lần này không chỉ kiếm được một đại mỹ nữ xinh đẹp, mà còn có được một môn huyền kỹ và một bộ bí pháp. Lúc này, Tần Tịch Nguyệt bỗng nhiên cười nói với Dương Diệp, chỉ là trong thanh âm mang theo vẻ ghen tị chứ không phải ghen tuông. Bởi vì lợi ích đều bị Dương Diệp một mình chiếm hết. Dương Diệp đưa phá long quyền cho Tần Tịch Nguyệt, nói. Nếu ngươi muốn học thì có thể cùng nhau học. Ngươi nghiêm túc chứ? Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi cảm thấy ta giống như đang nói đùa lắm à? Dương Diệp nói, Dương Diệp đương nhiên không phải yêu thích Tần Tịch Nguyệt, hắn sở dĩ hào phóng như vậy, nói tới cùng cũng chỉ là vì bản thân hắn. Thứ nhất, hắn không muốn giữa hai người có ngăn cách. Thứ hai, thực lực của nữ tử trước mắt này càng mạnh thì càng có lợi cho hắn. Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp một lúc nếu cuối cùng nhoẻn miệng cười nói. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ chỉ thử ngươi mà thôi, môn huyền kỹ này chú trọng lực lượng nhục thân, tỷ tỷ không thích hợp tu luyện, có điều tâm ý này của ngươi tỷ tỷ xin nhận. Đây chính là huyền kỹ địa gia trung phẩm đó, ngươi thật sự không muốn học à? Dương Diệp hỏi. Tần Tịch Nguyệt lắc đầu nói. Nhục thân của tỷ tỷ không mạnh. Học môn huyền kỹ này chẳng có chút tác dụng nào cả. Ngươi hào phóng thật đó. Đúng lúc này, Ân Huyên Nhi ở bên cạnh xoay người nhìn Dương Diệp, nói lời châm chọc. Vì nữ nhân, ngay cả huyền kỹ địa cấp cũng nỡ chia sẻ. Huyên Nhi. Dương Diệp đang chuẩn bị nói gì đó thì sắc mặt của Ân Huyên Nhi lại trở nên lạnh lùng, nói. Huyên Nhi là cho ngươi gọi à?
Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ gả cho ngươi sao? Nói xong, lại nhìn về phía Tần Tịch Nguyệt, trong mắt lóe sát ý, nói. Người của Hoàng thất Đại Tần, nói như vậy ngươi là chắc là một công chúa rồi. Dương Diệp hai mắt híp lại, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Một lúc sau, hắn hít sâu một hơi, nói. Ân cô nương, ta biết ngươi vừa mất đi người chí thân, tâm tình khó tránh khỏi không tốt, ta có thể lý giải. Chỉ là chuyện giữa ngươi và Tịch Nguyệt. Ta muốn giết nàng ta, ngươi là giúp nàng hay là giúp ta? Ân Huyền Nhi cắt ngang lời nói của Dương Diệp. Ân cô nương, oan gia nên giải không nên kết, ngươi thật sự không cần thiết phải như vậy. Nói vậy ngươi sẽ giúp nàng ta rồi. Ân Huyền Nhi châm chọc. Uổng cho ai đó lúc trước còn đáp ứng phụ hoàng ta là sẽ chiếu cố ta, cầm đồ của phụ hoàng rồi hiện tại lại muốn giúp người khác đối phó ta. Dương Diệp biến sắc, không chút nghĩ ngợi vứt hai quyển trục đang cầm trong tay lại cho Ân Huyền Nhi, nói. Ân cô nương. Trong mắt Dương Diệp, người kỳ thật là không cần ai chiếu cố. Về phần này hai môn huyền kỹ này, Dương Diệp không dám nhận, xin trả lại cho ngươi. Nói xong Dương Diệp xoay người nói với Tần Tịch Nguyệt. Chúng ta đi thôi. Tần Tịch Nguyệt cùng Ân Huyền Nhi đều sửng sốt, hai nàng đều không ngờ Dương Diệp sẽ từ bỏ huyền kỹ và bí pháp này, đây chính là địa cấp trung phẩm đó. Là địa cấp đó. Tần Tịch Nguyệt hồi thần đầu tiên, khi nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt lộ rồi vẻ khó hiểu, cười nói. Ngươi không nghĩ lại à? Đó là huyền kỹ địa cấp, việc gì phải vì hờn dỗi mà từ bỏ nó? Hờn dỗi á? Dương Diệp ngẩn ra, sau đó lắc đầu, nói. Huyền kỹ địa cấp tuy quý giá, nhưng thế thì sao? Vì môn huyền kỹ địa cấp này mà liền xuất thủ đối phó ngươi à? Có lẽ người khác sẽ làm, nhưng ta thì không làm. Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp một lúc. Sau đó nhoẻn miệng cười, nói. Hay cho câu ngươi không làm, tiểu đệ đệ thật sự là khiến tỷ tỷ phải nhìn với cặp mặt khác. Nói thật, hành động lần này của Dương Diệp thật sự khiến nàng ta phải nhìn với cặp mặt khác. Huyền kỹ địa cấp, đây chính là thứ sẽ khiến vô số huyền giả phải điên cuồng. Đừng nói nàng ta và Dương Diệp mới chỉ quen biết chưa đến mấy ngày, cho dù là cha con chỉ sợ cũng sẽ tranh giành tới ngươi chết ta sống. Mà Dương Diệp thì lại không chút do dự vứt bỏ ngay. Kỳ thật Dương Diệp trong lòng lúc này cũng có chút đau xót, có điều lại không hề hối hận, hắn tuy là một người ích kỷ, nhưng hắn cảm thấy con người ta nên giữ vững một số điều. Nói một cách khác, chính là làm người thì nên có điểm mấu chốt về việc hay là vật gì đó. Lắc đầu, Dương Diệp không suy nghĩ về những điều này nữa, nói. Chúng ta đi thôi, chuyện lần này xem như cho ta một bài học, sau này không thể tùy tiện đi theo tiểu gia hỏa kia. Ngươi là đang hối hận vì đã cứu ta à? Lúc này, Ân Huyền Nhi ở bên cạnh lạnh lùng nói. Dương Diệp cười cười. Nói những điều này giờ cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì nữa cả. Ân cô nương, chúng ta sau này gặp lại. Không có ta, ngươi cho rằng các ngươi có thể ra được sao? Ân Huyền Nhi nói. Dương Diệp không đáp, nhìn bốn phía, một lúc sau liền nói. Thì ra nơi này cũng chỉ là một ảo cảnh, đúng là rất thật đó. Nói xong, vươn tay ra nắm lấy tay Tần Tịch Nguyệt, sau đó tâm niệm khẽ động, trường kiếm ra khỏi vỏ, vạch một cái vào hư không. Dương Diệp cũng không biết vì sao hắn lại nhìn ra được nơi này là một ảo cảnh. Hắn chỉ biết là nơi này có gì đó không đúng, chính là một loại trực giác đã nói với hắn nơi này là ảo cảnh. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng trắng hiện lên, Ân Huyền Nhi xuất hiện trước mặt hai người bọn Dương Diệp. Cùng lúc đó, kiếm của Dương Diệp cũng bị Ân Huyền Nhi tóm lấy, nói. Đừng có phá hủy nơi này, chúng ta cùng nhau đi. Dương Diệp ngẩn ra, lập tức gật đầu, nói. Vậy là tốt nhất. Trụ vương có ơn chỉ điểm với hắn, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, bằng không hắn cũng không muốn phá hoại nơi này. Ân Huyền Nhi xoay người, khôi phục bản thể, sau đó chui vào ngực Dương Diệp, nhưng mà còn chưa tiếp cận ngực Dương Diệp thì đã bị một cỗ năng lượng vô hình đẩy ra. Ân Huyền Nhi khôi phục bản thể, nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi làm vậy là có ý gì? Ân cô nương, ngươi nói vậy là sao? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Ân Huyền Nhi nói. Đương nhiên là tiến vào trong người ngươi. Lúc trước giữa chúng ta không phải từng có hiệp nghị rồi à? Như nghĩ ra gì đó, ngọc thủ của nàng ta vung lên, hai quyển trục bay về phía Dương Diệp, sau đó nói. Hiện tại thì được rồi chứ? Khóe miệng Dương Diệp phát ra một nụ cười lạnh, tay phải vung lên,
một dòng kình khí hất ngược hai quyển trục về phía Ân Huyên Nhi, nói. Ân cô nương, hai môn huyền kỹ này quý giá quá nên Dương Diệp không dám nhận. Về phần hiệp nghị giữa chúng ta đổi ý rồi. Nếu lúc trước hắn còn có chút hảo cảm đối với nữ nhân trước mắt này, nhưng khi nữ tử châm chọc hắn, chút hảo cảm ấy đã triệt để tan thành mây khói. Lòng dạ hẹp hòi. Ân Huyên Nhi nhìn Dương Diệp, nói. Được rồi, ta xin lỗi vì những gì đã nói lúc trước, đồng thời cũng cam đoan sẽ không xuất thủ tiểu tình nhân này của ngươi, được chưa? Chưa. Dương Diệp lắc đầu nói. Ân tiểu thư, ta cảm thấy chúng ta thật sự không thích hợp để hợp tác, cứ cố hợp tác, ngày sau khẳng định sẽ xảy ra mâu thuẫn lớn. Hắn thật sự không có một chút hảo cảm nào với mỹ nữ tuyệt thế trước mắt này, lại càng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với nàng ta. Ta đã xin lỗi rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Ân Huyên Nhi có chút tức giận, nói. Ngươi là một đại nam nhân, có cần thiết phải so đo tính toán với một tiểu nữ tử như ta không? Dương Diệp lắc đầu, sau đó thẳng thắn nói. Không muốn thế nào cả, chỉ là không muốn có bất kỳ dính dáng gì với Ân đại công chúa ngươi, chỉ vậy mà thôi. Sắc mặt Ân Huyên Nhi trở nên lạnh lùng, cả giận nói. Ta giết ngươi. Đúng lúc này, một hạt châu đỏ như máu to như nắm đấm đột nhiên xuất hiện trên tay Dương Diệp. Khi hạt châu này xuất hiện, một mùi máu tươi nồng đậm gai mũi trong nháy mắt đã tràn ngập trong không khí. Mật thất thân thể đang chuẩn bị xuất thủ của Ân Huyên Nhi cứng đờ, lập tức trong mắt nàng ta hiện lên một tia kiêng kỵ. Ngụy đạo khí. Ân Huyên Nhi trầm giọng nói. Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh cũng sắc mặt kịch biến, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Nàng ta cũng không ngờ Dương Diệp có loại huyền bảo khủng bố này, không phải nói là đạo khí khủng bố này. Dương Diệp hai mắt khép hờ, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Một lúc sau, Dương Diệp chậm rãi mở mắt, nhìn hạt châu trước mắt, hắn hiện tại đã tin Tô Thanh Thi lúc trước vì sao kiêng kỵ hạt châu này như vậy. Vừa rồi khi hắn vừa lấy hạt châu này, một cỗ sát khí đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, cũng may hắn vội vàng thi triển ra kiếm ý để chống cự, bằng không hắn cho dù là không chết thì chỉ sợ cũng sẽ bị cỗ sát khí này biến cho thành ngu ngốc. Cố gắng chống cự lại sát khí bên trong huyết sát châu, Dương Diệp nhìn về phía Ân Huyên Nhi, trầm giọng nói. Ân cô nương, ngươi và ta không có cừu hận gì, hơn nữa ta còn từng cứu ngươi. Giữa chúng ta hoàn toàn không cần thiết phải trở thành đối thủ. Ta đối với ngươi cũng không có ác ý gì với ngươi, chỉ là không muốn hợp tác với cô nương mà thôi. Hiện tại, phiền Ân cô nương thả chúng ta ra, bằng không ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ phá vỡ ảo cảnh này. Ngươi đã đáp ứng với phụ hoàng là sẽ chiếu cố ta mà. Ân Huyên Nhi trầm giọng nói. Ân cô nương đừng nói đùa. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Với thực lực của Ân cô nương, còn cần có người tới chiếu cố à? Hơn nữa ta thực lực thấp kém, Ân cô nương đi cùng với ta, chỉ sợ hơn phân nửa sẽ là Ân cô nương chiếu cố ta. Thôi không nói những chuyện này nữa, giờ xin Ân cô nương hãy thả cho chúng ta đi. Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh nhìn Dương Diệp một cái. Thầm nghĩ đúng là cái đồ kiêu ngạo, vì một câu chọc giận của đối phương, ngay cả huyền kỹ địa cấp và đả thủ cường giả linh giả cảnh cũng từ bỏ, thật sự không biết nên nói là hắn ngốc hay là quá kiêu ngạo. Chỉ bởi vì những lời nóng giận nhất thời của ta mà ngươi ghét ta vậy à? Ân Huyên Nhi nói, là nam nhân thì đừng có nhỏ mọn vậy chứ. Dương Diệp thu huyết sát châu lại, sau đó nói. Nói thật, ta quả thật không có hảo cảm gì với Ân cô nương cả. Nhưng vẫn chưa đến mức vì một câu nóng giận của cô nương mà vứt bỏ một môn huyền kỹ và bí pháp địa cấp. Không muốn hợp tác với Ân cô nương ngươi là vì ta cảm thấy Ân cô nương không phải là thật lòng muốn hợp tác với ta. Ta nghĩ, Ân cô nương là muốn lợi dụng ta hơn. Hơn nữa Ân cô nương có tâm thái hơn người, ta thật sự rất không thích. Ngươi nói ta muốn lợi dụng ngươi, vậy ngươi há không phải là cũng muốn lợi dụng ta sao? Ân Huyên Nhi nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Diệp cười cười, nói. Nếu Ân cô nương không có loại tâm thái hơn người đó thì cùng Ân cô nương lợi dụng lẫn nhau, ta cũng không phản đối. Dù sao hợp lại thì có lợi, nhưng nói thật, ta không muốn bản thân phải khó chịu, cố hợp tác với người mà mình không thích. Thứ cho ta nói thẳng, chắc hẳn lúc này Ân cô nương cũng rất chán ghét ta. Nếu đã như vậy, chúng ta vì sao còn khiến bản thân phải khó chịu? Ngươi và ta cũng không phải là thiếu đối phương thì không thể sống. Thật lâu sau, Ân Huyên Nhi cười tự giễu. Không ngờ Ân Huyên Nhi ta cũng có lúc bị người ta chán ghét. Thôi,
giờ có nói gì cũng đều là vô nghĩa. Nói xong, nàng ta vung tay, môn huyền kỹ và bí pháp bay đến trước mặt Dương Diệp, nói. Ngươi đừng có cự tuyệt, môn huyền kỹ và bí pháp này coi như là thù lao ngươi cứu ta ra. Từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai, thế nào? Vậy tất nhiên là tốt quá. Dương Diệp thu lấy hai quyển trục, lúc trước nếu thẹn không dám nhận, vậy thì hiện tại hắn là đã cảm thấy rất là đương nhiên. Đặc biệt câu, từ nay về sau hai chúng ta không ai nợ ai, của nữ nhân này lại nói chúng tâm khảm hắn. Hắn thật sự là không muốn nhìn thấy nữ nhân này nữa. Thấy Dương Diệp vội vàng thu lấy quyển trục, Tần Tịch Nguyệt không nhịn được cười khẽ, nam tử trước mắt này rất là thú vị. Ân Huyên Nhi hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì, tay ngọc vung lên, 12 hộ vệ hoàng kim lập tức hóa thành 12 đạo kim quang chui vào trong ống tay áo của nàng ta. Đồng thời, cảnh tượng xung quanh cũng lập tức biến ảo. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp mở to hai mắt, ánh mắt lướt qua, bọn họ đã về tới vị trí thông đạo ban đầu. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Ân Huyên Nhi đang đứng đối diện hắn, nói. Ân cô nương, sau này gặp lại. Nói xong, đột nhiên, Dương Diệp biến sắc, quay đầu nhìn về phía bên phải hắn, lúc này ở bên phải hắn căn bản không thấy Tần Tịch Nguyệt đâu cả. Dương Diệp con ngươi co rút lại, quay đầu nhìn về phía Ân Huyên Nhi, nói. Ân cô nương, ngươi làm vậy là có ý gì? Liên quan gì tới ngươi? Ân Huyên Nhi nhìn Dương Diệp rồi nói. Đây là chuyện giữa ta và nàng ta, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nhúng tay vào à? Đừng tưởng rằng ngươi có hạt châu đó là ta thật sự sợ ngươi nhé. Ngươi đã làm gì Tịch Nguyệt? Tay phải Dương Diệp nắm chặt trường kiếm, trong giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng. Tần Tịch Nguyệt, hắn đã coi đối phương là bằng hữu, hắn thật sự không hy vọng đối phương gặp phải chuyện không may ở đây. Còn làm gì nữa? Khóe miệng Ân Huyên Nhi phát ra một nụ cười lạnh, nói. Đương nhiên là giết nàng ta rồi, đế quốc Đại Tần của nàng ta diệt thương triều ta, có thù diệt quốc với ta, chẳng lẽ ta không thể giết nàng ta à? Sao, ngươi muốn báo thù hả? Vậy ngươi hãy nghĩ cho kỹ vào, nếu ngươi xuất thủ, Ân Huyên Nhi ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình đâu đấy. Dương Diệp cảm thụ hồn phách của Tần Tịch Nguyệt trong cơ thể mình, khi phát hiện tia hồn phách đó không có gì khác thường thì lập tức thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nói. Ân cô nương, ta biết ngươi không giết Tịch Nguyệt, thả nàng ta ra đi, ngươi nếu thật sự muốn báo thù, vậy thì đi tìm đế quốc Đại Tần đi. Dẫu sao diệt thương triều của ngươi là đế quốc Đại Tần chứ không phải nàng ta. Có gì khác nhau à? Ân Huyên Nhi lạnh giọng nói. Nàng ta là công chúa của đế quốc Đại Tần. Ta giết nàng ta, tuy không thể tính là báo thù, nhưng có thể xem như là thu chút lợi tức. Còn ngươi, Tịch Nguyệt, gọi nghe thân thiết quá nhỉ, sao, yêu người ta rồi à? Nghe vậy, Dương Diệp nhướng mày, nữ nhân trước mắt này sao khó hiểu thế? Chẳng lẽ là nằm trong quan tài lâu ngày, đầu óc có vấn đề à? Nhưng lúc ban đầu nàng ta vẫn bình thường mà. Ân cô nương, nói đi, phải thế nào ngươi mới bằng lòng thả nàng ta ra? Dương Diệp trầm giọng nói. Ân Huyên Nhi mắt sáng lên, sau đó nói. Ngươi đồng ý cho ta đi theo ngươi. Đi theo một người mà ngay cả tên của ngươi cũng không được gọi à? Dương Diệp châm chọc. Ân cô nương, ngươi không biết là sẽ khiến chính bản thân ngươi phải ủy khuất sao? Lại hờn dỗi rồi. Ân Huyên Nhi cười nói. Lúc trước là ta sai, lúc ấy ta tâm tình không tốt, cho nên mới nói những lời đó. Ngươi đừng tức giận vì những lời này, được không? Ân cô nương, nói thật nhé, tiểu tuyền qua của ta hấp dẫn ngươi như vậy à? Không ngờ khiến công chúa một chiều như ngươi phải ủy khuất như vậy. Dương Diệp nói. Nụ cười trên mặt Ân Huyên Nhi vụt tắt, thản nhiên nói. Ngươi là người no không biết nỗi khổ của kẻ đói. Tóm lại, ta đã đề xuất yêu cầu của ta rồi, ngươi đáp ứng cho ta đi theo ngươi, ta sẽ thả Tần Tịch Nguyệt đó ra. Ngươi đừng có muốn dùng sức mạnh. Cho dù ngươi dùng hạt châu đó thì ta cũng có biện pháp đối kháng, ngươi chắc biết, ta không nói sai đâu. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng tím hiện lên, tử điêu xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp chỉ vào tử điêu, sau đó nói. Nếu có thêm nó thì sao? Thấy tử điêu, trong mắt Ân Huyên Nhi hiện lên một tia kiêng kỵ, sau đó trầm giọng nói. Ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách à? Cá chết lưới rách? Khóe miệng Dương Diệp phát ra một nụ cười lạnh, nói. Ân cô nương, bất kể là thế nào, ta và Tịch Nguyệt cũng coi như là người cứu mạng ngươi,
mà ngươi thì đối đãi với chúng ta như thế nào? Ngươi làm như vậy mà không tự cảm thấy xấu hổ à? Ta chỉ là muốn đi theo ngươi thôi. Ta ngay cả tên ngươi cũng không xứng để gọi thì ngươi theo ta làm gì? Nói đến cùng, chính vì lời nói của ta làm tổn thương tới lòng tự tôn của ngươi, nên ngươi mới vậy phải không? Ngươi đối với ta vẫn chưa đến mức quan trọng vậy đâu, có thể bởi vì một câu nào mà làm tổn thương tới tự tôn của ta. Ân Huyên Nhi trầm mặc, một hồi sau, nàng ta lại ói. Vậy cho dù là ngươi có giết ta thì ta cũng sẽ không thả nàng ta ra đâu. Trừ phi ngươi đáp ứng để ta đi theo ngươi. Ngươi có còn mặt mũi không vậy? Vứt đi rồi. Dương Diệp. Dương Diệp trầm mặc một lúc, sau đó nói. Một năm, ngươi chỉ có thể theo ta một năm, sau một năm thì ngươi phải rời khỏi ta. Nghe vậy, Ân Huyên Nhi mừng lắm, nói. Hai năm. Dương Diệp không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Ân Huyên Nhi. Thấy vẻ mặt của Dương Diệp, Ân Huyên Nhi biết đây đã là điểm mấu chốt của hắn, không có kè mặc cả nữa, nói. Một năm thì một năm, nói phải giữ lời. Thả nàng ta ra. Dương Diệp trầm giọng nói. Hắn thật sự rất không thích loại cảm giác bị người ta uy hiếp này, đặc biệt là bị một người mà hắn cực ghét uy hiếp, nhưng biết làm sao được, hiện tại hắn đang ở thế yếu. Đối với thái độ ác liệt này của Dương Diệp, Ân Huyên Nhi cũng không quá bận tâm, nàng ta cười cười, sau đó tay ngọc vung lên, cảnh tượng xung quanh lại biến ảo vặn vẹo, sau hai giây, thân ảnh của Tần Tịch Nguyệt xuất hiện bên cạnh Dương Diệp. Ngươi không sao chứ? Nhìn Tần Tịch Nguyệt, Dương Diệp hỏi. Tần Tịch Nguyệt giật mình, sau đó lắc đầu, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua Ân Huyên Nhi đang đứng xa xa cười khanh khách. Ta giờ có thể vào rồi chứ, ngươi lần này đừng có bảo nó cự tuyệt ta đó. Ân Huyên Nhi nhìn Dương Diệp nói. Dương Diệp nhìn Ân Huyên Nhi, sau đó nhìn về phía Tử Điêu, cũng không cố kỵ Ân Huyên Nhi, bảo. Tiểu gia hỏa, nếu nàng ta ở bên trong không có hảo ý với ta, hoặc là muốn đả thương ta, ta có biện pháp gì để đối phó nàng ta không? Đối với Ân Huyên Nhi, hắn đương nhiên không tín nhiệm, nếu không có phương pháp đối phó nàng ta, vậy hắn cho dù là không tuân thủ lời hứa cũng sẽ không để nàng ta tiến vào tiểu tuyển qua. Tử Điêu chớp chớp mắt, một lúc sau, Tử Điêu dùng móng vuốt nhỏ chỉ vào Ân Huyên Nhi ở xa xa, sau đó lại chỉ vào bản thân nó. Rõ ràng, nó là nói nó có biện pháp. Dương Diệp không nghi ngờ gì nữa, lập tức gật đầu, sau đó nhìn về phía Ân Huyên Nhi, nói. Vào đi, có điều ta trước tiên phải nói rõ một điểm, ao huyền khí đó là của tiểu gia hỏa, không được nó cho phép, không cho phép ngươi chiếm hữu. Tử Điêu nhảy lên vai Dương Diệp. Sau đó dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào má Dương Diệp. Tử Điêu cao hứng, Ân Huyên Nhi thì lại biến sắc, nói. Chỉ có vào được trong đó ta mới có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Đó là chuyện của ngươi. Dương Diệp lạnh giọng nói. Nếu ngươi dám không được tiểu gia hỏa cho phép mà động tới ao huyền khí đó, ta sẽ không chút do dự lôi ngươi ra, ta nói được thì sẽ làm được. Ân Huyên Nhi chán nản. Nàng ta từ lúc sinh ra đến bây giờ chưa từng bị người ta đối đãi như vậy, có lòng muốn giải quyết người trước mắt này, nhưng nghĩ đến đối phương có hạt châu màu đỏ thần bí đó, còn cả tiểu gia hỏa vì sao lại xuất hiện ở đây, nàng ta cũng chỉ cố nén sự tức giận trong lòng. Hạt châu màu đỏ đó tuy khủng bố, nhưng nàng ta vẫn có biện pháp đối phó, thật sự khiến nàng ta kiêng kỵ chính là tiểu gia hỏa thần bí kia. Nếu tiểu gia hỏa kia thật sự thi triển huyết mạch uy áp thần bí khủng bố đó nàng ta, cộng với tên nhân loại có kiếm tâm thông minh và đã lĩnh ngộ kiếm ý này, nàng ta không nắm chắc có thể đối phó được. Lúc này nàng ta cũng có chút hối hận vì lúc trước lửa giận công tâm nói năng đắc tội với nam nhân bụng dạ hẹp hòi trước mặt, nếu lúc trước không đắc tội với nam nhân này, vậy hiện tại sự hợp tác giữa hai người bọn họ hẳn là sẽ cực kỳ vui vẻ. Đáng tiếc, hiện tại không chỉ không thoải mái, còn khiến hai người giống như là cừu nhân vậy, đây là tự gây nghiệt à. Cừu nhân thì cũng thôi đi, quan trọng nhất người trước mắt này rất đề phòng và có ác cảm đối với nàng ta. Một năm thời gian, nàng ta căn bản không thể đề thăng tới tôn giả cảnh, nếu không thể đề thăng tới tôn giả cảnh, đừng nói là báo thù, cho dù là nàng ta có thể tiếp tục sống sót hay không cũng là một vấn đề. Ngươi rốt cuộc có vào hay không đây? Thấy nữ nhân này trầm mặc, Dương Diệp nhíu mày hỏi. Ân Huyên Nhi lườm Dương Diệp một cái, tuy là tức giận, nhưng vẫn phong tình vạn trùng. Nhưng mà ánh mắt của Dương Diệp thì vẫn lạnh như băng, bất phi sở động. Không nói thêm gì, Ân Huyên Nhi hóa ra bản thể, biến thành một đạo ánh sáng trắng chui vào trong cơ thể Dương Diệp.
Thấy thế, Tử Điêu đang ở trên vai Dương Diệp cũng vội vàng chui vào trong tuyển qua của Dương Diệp. Đây là điều kiện mà ngươi đưa ra để nàng ta đáp ứng thả ta hà? Tần Tịch Nguyệt vẫn một mực trầm mặc đột nhiên lên tiếng hỏi. Dương Diệp gật đầu nói. Nói thật, ta rất ít khi hối hận về một chuyện mà mình đã làm, nhưng lần này ta thật sự có chút hối hận bởi vì lòng hiếu kỳ mà đi cứu nữ nhân đó. Cũng giống như ngươi đều là sau khi cứu rồi thì bị các ngươi cắn trả. Có điều ngươi so với nàng ta thì thuận mắt hơn. Vì sao ta lại thuận mắt hơn nàng ta? Tần Tịch Nguyệt bỗng nhiên cười nói. Với ngươi thì ta có thể tiếp tục ở chung, nhưng với nàng ta. Thôi bỏ đi, không nói về những cái này nữa. Dương Diệp lắc đầu nói. Kỳ thật nàng ta có câu nói không sai, ngươi đúng là một nam nhân hẹp hòi. Tần Tịch Nguyệt cười nói. Nói một cách nghiêm khắc thì ngươi là một người có lòng tự trọng rất mạnh. Dương Diệp cũng không phản đối, nói. Có lẽ là vậy, nói chung ta cũng là làm theo bản tính, sẽ không vì người khác mà thay đổi bản thân, ít nhất thì không phải là vì nàng ta. Nhưng loại tính cách này chung quy vẫn không tốt, không phải sao? Tần Tịch Nguyệt nói. Không có ai là toàn vẹn cả, ta không phải thánh nhân, ta cũng có khuyết điểm, ta thừa nhận khuyết điểm của bản thân mình. Ta biết, biểu hiện của ta lúc trước đích xác là không giống một nam nhân có phong độ, ta cũng biết. Nữ nhân các ngươi khẳng định không thích nam nhân như vậy, nhưng thế thì sao? Trước tiên, ta không cần nàng ta phải thích ta cũng không có chút hứng thú nào với nàng ta cả. Còn nữa, nếu nàng ta không tôn trọng ta, vậy thì ta vì sao phải vì cảm thụ của nàng ta mà tôn trọng nàng ta? Chỉ bởi vì nàng ta trông xinh đẹp thôi sao? Dương Diệp lắc đầu cười cười, nói. Người khác đối đãi với ta thế nào, ta sẽ đối đãi lại như thế, đây là nguyên tắc làm người của ta. Nghe vậy, Tần Tịch Nguyệt lắc đầu cười cười, trong những người mà nàng ta từng gặp, có quân tử, có tiểu nhân, nhưng loại nam nhân thẳng thắn như Dương Diệp thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ở thế tục, mọi người vì lợi ích của bản thân sẽ không ngừng ngụy trang bản thân, ở trước mặt người thế nào thì nói những lời như thế. Giống như lúc trước, nếu đổi lại là một nam nhân khác, cho dù là không thích thái độ của Ân Huyên Nhi đó, nhưng vì một đả thủ linh giả cảnh và huyền kỹ địa cấp đó, đối phương khẳng định sẽ không trở mặt. Thậm chí còn có thể ra sức lấy lòng và lôi kéo. Nhưng nam nhân trước mắt này lại chỉ vì hắn thấy không thích, không chỉ vứt bỏ huyền kỹ địa cấp, hơn nữa còn đắc tội lớn với đối phương. Nàng ta thật sự không biết nên nói hắn là thẳng tính hay là ngu xuẩn nữa. Lắc đầu, Tần Tịch Nguyệt không nghĩ tới vấn đề này nữa, nói. Chuyện trước đó, tỷ tỷ xin cảm ơn. Ta ở trên bình nguyên cứu ngươi, ngươi cũng không cảm ơn. Sao giờ hiện tại lại biến thành khách khí như vậy? Dương Diệp có chút bất ngờ nói. Tần Tịch Nguyệt lườm Dương Diệp một cái, nói. Ở trên bình nguyên ngươi là không có lựa chọn, mà lúc trước, ngươi lại có lựa chọn, nhưng mà vì ta, ngươi vẫn thỏa hiệp với nữ nhân đó. Tỷ tỷ biết, với loại tính tình cao ngạo của ngươi, trong lòng ngươi khẳng định là cực kỳ uất nghẹn. Cho nên, tỷ tỷ cảm ơn ngươi. Đương nhiên, chỉ là cảm ơn ngoài miệng mà thôi. Muốn tỷ tỷ lấy thân báo đáp thì không có khả năng đâu. Hi hi. Nói xong lời cuối, Tần Tịch Nguyệt lại khôi phục bản sắc yêu tinh. Dương Diệp không tiếp tục đề tài này nữa, quan sát thông đạo bốn phía rồi nói. Chúng ta hiện tại đi ra luôn hay là đi đánh cướp một phen? Đương nhiên phải đi đánh cướp một phen rồi, bằng không thì chúng ta làm sao có thể thành lập một thế lực được. Tần Tịch Nguyệt nói. Đúng lúc này. Một tiếng vang từ thông đạo xa xa truyền đến, tiếp theo, những tiếng nổ năng lượng cũng không ngừng từ xa truyền đến. Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt nhìn nhau, Tần Tịch Nguyệt nói. Phía trước chắc là có người đang chiến đấu, chúng ta đi xem thử. Xem thử. Dương Diệp nhíu mày. Đồ ngốc. Tần Tịch Nguyệt nói. Đối phương nếu đang chiến đấu, vậy khẳng định là có được thứ tốt gì đó. Biết phương pháp kiếm tiền nhanh nhất là gì không? Là đánh cướp. Có cách gì kiếm tiền nhanh hơn đi đánh cướp không? Dương Diệp rất đồng ý, hắn hiện tại gia sản phong phú, trừ của Bảo Nhi tặng ra thì phần lớn là nhờ, đánh cướp, mà có, cho nên đối với lời nói của Tần Tịch Nguyệt, hắn vô cùng đồng ý. Lập tức không do dự và nói nhiều nữa, cùng Tần Tịch Nguyệt lao về phía xa xa. Lúc này trong tuyển qua đan điền của Dương Diệp, Ân Huyên Nhi nhìn Tử Điêu, hai mắt đáng thương nói. Tiểu gia hỏa, chia cho tỷ tỷ một chút có được không? Chỉ một chút thôi, ngươi xem tỷ tỷ có còn sống được bao lâu nữa đâu, nếu không thể mau chóng tu luyện đến tôn giả cảnh, tỷ
tỷ tỷ sẽ hóa thành một nắm đất vàng, người nhẫn tâm nhìn tỷ tỷ trở thành như vậy sao? Tử Điêu vẫn lắc lắc cái đầu nhỏ, đồng thời ánh mắt vô cùng bất thiện nhìn Ân Huyên Nhi. Thấy thế, Ân Huyên Nhi lập tức chán nản, nàng ta cầu tiểu gia hỏa trước mắt này đã lâu, nhưng bất kể nàng ta có nói gì, tiểu gia hỏa trước mắt này vẫn không chịu đáp ứng, điều này khiến cho nàng ta thiếu chút nữa thì phát cuồng. Nhưng vừa nghĩ tới lời nói của nam nhân hẹp hòi kia, nàng ta chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng. Nàng ta biết, nam nhân hẹp hòi kia khẳng định là nói được thì làm được. Tuy không thể xuất thủ với tiểu gia hỏa, nhưng về phần hai U Minh Lang bên cạnh. Trong một gian mộ thất, Đồng Vô Thương tay cầm trường kiếm, đang lạnh lùng nhìn quỷ thủ mặc áo đen và bốn người của Nguyên Môn đang đứng đối diện hắn. Mà sau lưng hắn, trong bốn gã đệ tử của kiếm tông chỉ còn lại Nguy Nhiên. Bên cạnh Đồng Vô Thương còn có Triệu Hàn Nguyệt của Bách Hoa Cung, lúc này Triệu Hàn Nguyệt cũng giống như Đồng Vô Thương, đang lạnh lùng nhìn mấy người của Nguyên Môn và quỷ thủ ở đối diện, không hề che giấu sát ý trong mắt. Hứa Ngôn, ta không hiểu, người vì sao lại giúp người của quỷ tông? Đồng Vô Thương nhìn Hứa Ngôn của Nguyên Môn, trầm giọng nói. Trước đó, quỷ thủ đột nhiên tập kích mấy người bọn họ, vốn nếu chỉ có một mình quỷ thủ thì hắn cũng không sợ, chỉ là hắn không ngờ, mấy người của Nguyên Môn đột nhiên nhúng tay vào, từ đó khiến cho ba gã đệ tử nội môn của kiếm tông bị chết. Nếu không phải Triệu Hàn Nguyệt đuổi kịp tới đây thì chỉ sợ hắn lúc này cũng chết rồi. Kiếm tông và quỷ tông là kẻ thù truyền kiếp, quỷ thủ xuất thủ với mấy người của kiếm tông bọn hắn, đó là điều mà hắn hiểu được, chỉ là Nguyên Môn này vì sao cũng một mình ra tay với hắn. Đơn giản chính là vì lợi và ích. Triệu Hàn Nguyệt lạnh giọng nói. Chắc hẳn quỷ thủ này khẳng định đã cho Hứa Ngôn ngươi lợi ích gì rồi hả? Chỉ là ta muốn hỏi một câu, Hứa Ngôn ngươi làm như vậy, không sợ kiếm tông và Bách Hoa Cung truy cứu sao? Nghĩ chắc Nguyên Môn sẽ không vì ngươi mà đồng thời đối địch với cả Bách Hoa Cung và kiếm tông chứ? Lúc này, quỷ thủ âm trầm nói. Chu sát toàn bộ các ngươi rồi thì ai biết được các ngươi là do chúng ta giết? À đúng rồi, Triệu Tiên Tử, không thể không nói. Hương vị của đệ tử Bách Hoa Cung ngươi đúng là không tồi, thật sự là khiến cho người ta hoài niệm đó. Nói xong, còn lè lưỡi liếm liếm môi, liếm quần áo, bộ dạng như ý vị chưa tận. Quỷ thủ, ta hiện tại đã hiểu ngươi vì sao dám ở ngay trước mặt ta lấy đi thi thể của đệ tử Bách Hoa Cung, thì ra là có Nguyên Môn giúp đỡ, chỉ là các ngươi thật sự cho rằng có thể giết được ba người chúng ta sao? Triệu Hàn Nguyệt trầm giọng nói. Ba người chúng ta có lẽ đánh không lại các ngươi. Nhưng nếu chỉ cần chúng ta một lòng một mình bỏ chạy thì sao? Các ngươi có thể ngăn cản chúng ta à? Ha ha! Lúc này, Hứa Ngôn vẫn một mực không lên tiếng cười khẽ một tiếng, sau đó nói. Nếu là lúc trước, chúng ta thật sự không thể cản được, nhưng hiện tại thì, Triệu Tiên Tử có thể thử xem có thể phá vỡ lồng kết giới của Nguyên Môn ta không? Nghe vậy, Triệu Hàn Nguyệt và Đồng Vô Thương hai người đồng thời biến sắc, Triệu Hàn Nguyệt ngón tay vẩy một cái. Một đóa hoa rực rỡ từ đầu ngón tay nàng ta bắn ra, bay xa mấy trượng, chỉ nghe thấy bùm một tiếng vang nhỏ, đóa hoa lập tức tiêu tán trong không khí. Thấy thế, con người của Triệu Hàn Nguyệt co rút lại, nhìn về phía Hứa Ngôn và quỷ thủ, lạnh giọng nói. Thì ra các ngươi dừng tay nói chuyện với chúng ta là để bố trí lồng kết giới này, đúng là có tâm cơ. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, không hiểu quỷ thủ rốt cuộc là dùng cái gì để đả động được đệ tử nội môn của Nguyên Môn như ngươi. Không ngờ không tiếc đắc tội với Bách Hoa Cung và Kiếm Tông. Hứa Ngôn lắc đầu, nói. Triệu Tiên Tử, kỳ thật ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết ngươi cả, chỉ cần ngươi nguyện ý dùng hồn phách thề với tâm ma, không ra tay với quỷ thủ và không nói ra chuyện xảy ra ở đây thì ta có thể buông tha cho ngươi. Quỷ thủ ở bên cạnh hai mắt nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ bất mãn, nhưng lại không lên tiếng phản đối. Đồng Vô Thương biến sắc. Nhìn về phía Triệu Hàn Nguyệt đã có chút động lòng, nói. Triệu Tiên Tử, ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi và ta hiện tại liên thủ với nhau thì còn có một tia cơ hội, nếu ngươi khoanh tay đứng nhìn, kết cục của ta cũng sẽ là kết cục của ngươi đó. Triệu Tiên Tử, Nguyên Môn ta và Bách Hoa Cung của ngươi không hề có ân oán, thậm chí có thể nói là có quan hệ tốt, ta có lý do gì để ra tay với ngươi? Ngươi nói không sai. Lần này giúp quỷ thủ là vì ta nhận lợi ích của hắn, mà ta cũng chỉ đáp ứng giúp hắn đối phó với mấy người của kiếm tông mà thôi. Ngươi nguyện ý giữ bí mật, ta cam đoan sẽ không ra tay với ngươi. Hứa Ngôn chậm rãi nói. Triệu Hàn Nguyệt trầm mặc một lúc, sau đó nói.
mở kết giới ra để ta đi trước đã. Nàng ta cũng không ngốc, nếu nàng ta thật sự ở trong kết giới này nhìn thấy hai người Chu Sát Đồng Vô Thương, vậy thì kết cục chờ đón nàng ta khẳng định sẽ không phải là kết cục tốt đẹp gì. Nhưng nàng ta cũng biết, cho dù nàng ta liên thủ với Đồng Vô Thương thì khẳng định cũng đánh không lại bốn người đối phương, bởi vì Hứa Ngôn là vương giả cảnh lục phẩm, so với nàng ta và Đồng Vô Thương thì cao hơn hai phẩm. Hứa Ngôn lắc đầu nói, hiện tại không thể mở được, nếu mở bây giờ, Đồng Vô Thương này nếu một lòng muốn chạy trốn, vậy thì cho dù là ta và quỷ thủ liên thủ cũng không nắm chắc giữ lại được hắn. Vậy thì nói làm gì? Triệu Hàn Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói. Dứt khoát đánh một trận đi, tuy ta và Đồng Vô Thương thực lực kém hơn các ngươi một chút, nhưng nếu hai người chúng ta liên thủ liều mạng, lấy đi một cái mạng chắc cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Đàm phán thất bại, Đồng Vô Thương và Nguy Nhiên ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, nếu Triệu Hàn Nguyệt này bỏ đi, vậy hắn tuyệt đối là thập tử vô sinh. Nhưng nếu liên thủ với nàng ta, hắn vẫn có một đường sinh cơ. Hứa Ngôn cũng không lắm lời với Triệu Hàn Nguyệt, nhìn quỷ thủ nói. Ngươi cầm chân Triệu Hàn Nguyệt, ta đối phó Đồng Vô Thương. Nói xong cổ tay khẽ động, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn Đồng Vô Thương nói. Kiếm tông của ngươi dùng kiếm để nổi danh thiên hạ, ta hôm nay cũng muốn xem, là kiếm kỹ của kiếm tông ngươi mạnh hay là kiếm kỹ của nguyên môn ta mạnh. Dứt lời, Hứa Ngôn thân hình khẽ động, trường kiếm mang theo một đạo tàn ảnh đâm về phía Đồng Vô Thương, mà quỷ thủ ở bên cạnh cũng thân hình khẽ động, mang theo vô số chảo ảnh chộp về phía Triệu Hàn Nguyệt. Trong ngõ, Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt hai người trốn trong ánh sáng tím mà Tử Điêu phóng ra. Nhìn hai bên quyết chiến, Tần Tịch Nguyệt nói. Ngươi không định giúp hai tên đệ tử kiếm tông đó à? Ta nói rồi, ta không phải là đệ tử của kiếm tông. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Hơn nữa cho dù là muốn giúp thì cũng không được, ngươi có thể công phá được lồng kết giới kia không? Hắn nhớ rõ, lúc trước cho dù là Đại Địa Hùng Vương đã bước nửa bước vào linh cấp cũng phải tấn công mấy lần mới công phá được, về phần hắn, hiện tại vẫn chưa đủ sức. Tần Tịch Nguyệt cười cười, nói. Xem ra ngươi thật sự là không có hảo cảm gì với kiếm tông này rồi, có điều như vậy cũng tốt, chờ sau khi bọn họ đánh nhau lưỡng bại câu thương rồi, chúng ta sẽ ngồi ngư ông thủ lợi. Đồ của ba vương giả cảnh và hai tiên thiên cảnh, chắc cũng phong phú lắm đấy. Chúng ta có nắm chắc đối phó được với Hứa Ngôn và quỷ thủ đó không? Dương Diệp trầm giọng nói, đối với việc đánh cướp hai người này, trong lòng hắn đương nhiên không có cảm giác tội lỗi gì cả. Dù sao hai người cũng không phải hạng tốt lành gì, coi như là trừ hại cho dân. Chỉ là hai người đều là cường giả vương giả cảnh, hắn không nắm chắc giữ được đối phương, dù sao một cường giả vương giả cảnh nếu một lòng muốn bỏ chạy, cho dù là năm vương giả cảnh cũng không nhất định có thể giữ lại được. Ngu ngốc! Tần Tịch Nguyệt lườm Dương Diệp một cái, nói. Ngươi và ta đương nhiên là không thể lưu đối phương lại được rồi, nhưng ngươi không phải còn có con sói đó à? Đợi lát nữa bọn họ lưỡng bại câu thương rồi, sau đó chúng ta xuất kỳ bất ý ra tay, có 8 phần cơ hội sẽ thành công. Chỉ là ta hỏi ngươi một câu, ngươi thật sự không muốn cứu hai người của kiếm tông kia à? Dương Diệp nhìn thoáng qua Đồng Vô Thương đang khổ sở chiến đấu, nói. Lúc trước hắn để bình ổn sự tức giận của Bách Hoa Cung, muốn giao ta ra, ngươi cảm thấy ta có nên cứu hắn không? Dương Diệp không phải là dạng quân tử lấy ơn báo oán. Ở kiếm tông. Hắn chỉ quan tâm tới hai người, một là Tô Thanh Thi và Thiên Trưởng Lão. Ừ, Thanh Tuyết cũng coi như là một người, trừ ba người này ra, sinh tử của những người khác thì có liên quan gì tới hắn đâu. Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp một lúc, sau đó nhoẻn miệng cười, nói. Tiểu đệ đệ, nói thật, ngươi không phải một người làm đại sự. Bởi vì một người làm đại sự thì phải có lòng dạ và khí độ rộng rãi. Mà ngươi thì là một nam nhân vừa hẹp hòi vừa hay thủ vặt. Có điều, tỷ tỷ thích tính cách này của ngươi, bởi vì ngươi tuy thù dai và hẹp hòi với người khác, nhưng đối với người để ý đến bản thân mình thì lại rất trọng tình. Dương Diệp cười cười nói, ta nên lấy làm vinh hạnh à, dù sao một mỹ nữ nói thích tính cách ích kỷ này của ta. Nếu ngươi nguyện ý theo đuổi tỷ tỷ có thể cho ngươi cơ hội. Tần Tịch Nguyệt chớp chớp mắt cười nói, ta đã có người yêu rồi. Dương Diệp nói. Chẳng lẽ ngươi thật sự nguyện ý chung chồng với người khác à? Với tính tình cao ngạo của ngươi, chắc là sẽ không muốn đâu. Ngươi sao biết ta không muốn chứ? Tần Tịch Nguyệt cười quyến rũ. Ở thế giới này,
chỉ cần ngươi có bản lĩnh, cho dù ta không muốn thì làm được gì. Ngươi thích bị người khác bức bách, hoặc là nói là bị người khác chinh phục. Dương Diệp kinh ngạc nói. Ngươi thấy thế nào? Tần Tịch Nguyệt cười cười. Khẩu vị của ngươi đúng là mặn quá đó. Dương Diệp nói. Bùm. Đúng lúc này, giữa mật thất đột nhiên truyền đến tiếng nổ. Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt thu lại nụ cười trên mặt, nhìn về phía trung tâm, chỉ thấy lúc này Đổng Vô Thương đang ôm ngực, nhìn Hứa Ngôn ở trước mặt hắn với vẻ oán độc. Kiếm kỹ của kiếm tông, chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi. Hứa Ngôn dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt máu tươi còn sót lại trên thân kiếm, nhìn Đổng Vô Thương ở trước mặt, thản nhiên nói. Đổng Vô Thương nhìn về phía Triệu Hàn Nguyệt ở bên cạnh, thấy đối phương bị quỷ thủ đánh cho liên tiếp bại lui thì lập tức hít sâu một hơi. Trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, lập tức, huyền khí trong cơ thể điên cuồng dũng động, dần dần, bụng hắn trở nên càng lúc càng to. Nhìn thấy một màn này, Hứa Ngôn nheo mắt lại, thất thanh nói. Tự bạo, không ngờ ngươi muốn tự bạo, Đổng Vô Thương, ngươi điên rồi. Đồng thời trong lúc nói, hắn vội vàng thối lui. Quỷ thủ và Triệu Hàn Nguyệt đang kịch chiến ở bên cạnh lúc này cũng đã dừng tay. Khi hai người nhìn thấy cái bụng đang trở nên to dần của Đổng Vô Thương thì sắc mặt đều kịch biến, sau đó cũng giống như Hứa Ngôn lập tức lui ra sau. Mở kết giới, mau mở kết giới đi. Khi thối lui đến kết giới, quỷ thủ điên cuồng hét to với Hứa Ngôn. Hứa Ngôn lúc này sắc mặt có chút khó coi, hắn cũng muốn mở kết giới, nhưng mà kết giới này đâu phải nói mở là mở. Không để ý tới quỷ thủ, Hứa Ngôn lật tay phải. Một cái thuẫn bài cực lớn được phủ kín bằng bông tuyết xuất hiện trước mặt hắn, cùng lúc đó, hắn vội vàng thi triển ra lồng huyền khí, dường như cảm thấy vẫn không đủ, lại lấy ra một bộ huyền giáp rồi mặc lên người. Tốc độ của Triệu Hàn Nguyệt ở bên cạnh cũng không chậm, lấy ra hết huyền bảo phòng ngự của mình. Nhìn thấy hai người đều lấy ra huyền bảo, quỷ thủ dường như cũng biết là không thể mở kết giới, lập tức cũng không nói nhiều, tay phải vung lên, một chiếc giáp da giống như làm bằng da người được trùm lên người hắn. Chậm rồi, tất cả đã chậm rồi, tất mọi người cùng nhau chết đi. Nhìn ba người, Đổng Vô Thương sắc mặt dữ tợn, phá lên cười một cách điên cuồng. Kỳ thật hắn cũng không muốn tự bạo, nhưng hắn căn bản là không có biện pháp nào khác, cứ tiếp tục hắn sẽ chết chắc. Quỷ Tông có một loại bí pháp, có thể giam cầm linh hồn của một người, nếu hắn chết, quỷ thủ khẳng định sẽ thi triển bí pháp để khống chế linh hồn của hắn, đến lúc đó, hắn thật sự là sống không bằng chết, không. Là vĩnh viễn không thể siêu sinh. Cho nên, hắn lựa chọn tự bạo, mọi người đồng quy vô tận. Đúng vào một khắc Đổng Vô Thương lựa chọn tự bạo đó, Tần Tịch Nguyệt cũng biến sắc, sau đó không chút nghĩ ngợi kéo Dương Diệp lui ra sau, cho tới sau khi rời khỏi gian mật thất đó hơn 50 trượng thì mới dừng lại. Cường giả vương giả cảnh tự bạo khủng bố vậy à? Nhìn Tần Tịch Nguyệt sắc mặt có chút trắng bệch, Dương Diệp hỏi. Tần Tịch Nguyệt đang chuẩn bị lên tiếng thì đúng lúc này một tiếng nổ vang trời đột nhiên từ xa truyền đến. Lập tức, núi rung đất chuyển, giống như phát sinh động đất vậy. Dương Diệp cũng đang chuẩn bị lên tiếng thì đúng lúc này một cỗ sóng khí đột nhiên từ trong thông đạo ập tới. Dương Diệp biến sắc, kiếm ý phun trào, chống cự lại cỗ sóng khí đó. Ầm một tiếng, sóng khí tiêu tán trong không trung. Ngươi hiện tại biết khủng bố thế nào rồi chứ? Tần Tịch Nguyệt trầm giọng hỏi. Dương Diệp gật đầu đồng ý, cách xa như vậy, dư ba do đối phương tự bạo sinh ra vẫn có thể lan tới tận nơi này. Từ đó có thể thấy được sự khủng bố trong gian mật thất đó. Đồng thời trong lòng hắn thầm quyết định, sau này tuyệt đối không thể cho đối thủ cơ hội nào. Tựa như lúc trước vậy, Hứa Ngôn kia nếu không nói năng gì nhiều, trực tiếp động thủ, Đổng Vô Thương đó sao còn có thời gian mà tự bạo. Sau này ngươi nếu chiến đấu với đối phương tự bạo. Cho dù đối phương chỉ là một tiên thiên cảnh thì ngươi cũng phải lập tức rời khỏi ngay, hiểu chưa? Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp, nghiêm túc nói. Nghe vậy Dương Diệp trong lòng rất ấm áp, sau đó cười cười, nói. Yên tâm, ta không phải là một người tự phụ. Đúng rồi, Đổng Vô Thương kia tự bảo, vì sao nơi này không bị phá hủy? Tần Tịch Nguyệt nhìn bốn phía, sau đó nói. Nếu ta đoán không sai, nơi này chắc có một loại năng lượng kỳ dị. Nhưng rốt cuộc là năng lượng gì thì ta cũng không biết. Nữ nhân đó trên người ngươi có lẽ biết đó, ngươi hỏi nàng ta thử xem. Hỏi nàng ta á? Dương Diệp ngẩn ra, sau đó lắc đầu, nói. Thôi bro đi, nàng ta chỉ muốn thành thành thật thật ở trong người ta một năm thôi.
Đúng rồi, người vì sao không hỏi nàng rốt cuộc là ở chỗ nào trên người ta? Hắn không tin Tần Tịch Nguyệt không cảm thấy tò mò về bí mật trên người hắn, chỉ là nếu tò mò thì vì sao nàng ta không hỏi? Mỗi người đều có bí mật riêng, không phải sao? Tần Tịch Nguyệt hờ hững nói. Dương Diệp gật đầu, cười nói. Hợp tác với người thông minh là sướng vậy đó. Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Hiện tại chúng ta đi thu thập mấy tên gia hỏa đó nhé. Mấy người bọn họ vẫn chưa chết à? Dương Diệp kinh ngạc nói. Đừng có bao giờ xem thường cường giả vương giả cảnh. Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp, nghiêm túc nói. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, có thực lực khiêu chiến vượt cấp, nhưng ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Đừng xem thường bất kỳ một cường giả vương giả cảnh nào, nên nói là chớ có coi thường bất kỳ một đối thủ nào của ngươi mới đúng. Thế gian này có rất nhiều người chính là chết vì bản thân lơ là và khinh địch đó. Dương Diệp vươn tay ra quơ quơ trước mắt Tần Tịch Nguyệt, cười nói. Ngươi sao đột nhiên lại trở nên quan tâm ta như vậy thế? Đừng nói với ta là ngươi thật sự thích ta rồi nhé. Không được à. Tần Tịch Nguyệt nói xong câu này thì xoay người đi về phía gian mật thất trước đó. Dương Diệp ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười cười rồi vội vàng đi theo. Khi hai người quay trở lại gian mật thất đó và nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Dương Diệp mí mắt giật giật, bởi vì quỷ thủ và Hứa Ngôn, còn cả Triệu Hàn Nguyệt đó thật sự vẫn chưa chết, có điều hoàn cảnh của ba người lúc này rõ ràng là không được tốt lắm. Ở trước mặt Hứa Ngôn, cái khiên cực đại đã vỡ thành một đống mảnh vụn. Quần áo trên người hắn cũng rách tung tóe, để lộ ra da thịt và máu tươi bên trong. Về phần ba người đi theo hắn, lúc này đã trở thành một đống thịt nát. Áo đen của quỷ thủ thì không còn, lộ ra khuôn mặt tái nhợt không có màu máu, đặc biệt là đôi tay của hắn, đã từ màu trắng bệch biến thành màu đỏ tươi. Triệu Hàn Nguyệt là bắt mắt nhất, trên người nàng ta lúc này chỉ còn một bộ nội y, hơn nữa nội y cũng không nguyên vẹn, cặp núi đôi không hề cố kỵ lộ cả ra ngoài, váy cũng rách bươm. Để lộ ra cảnh xuân tươi đẹp. Nhìn thấy bộ dạng chật vật của ba người, trong mắt Dương Diệp đang trốn trong góc hiện lên một tia hàn quang, đã chuẩn bị động thủ. Tần Tịch Nguyệt tóm lấy tay hắn, sau đó lắc đầu, nhẹ giọng nói. Cứ đợi đi đã, ba người này khẳng định còn phát sinh mâu thuẫn, chúng ta cứ từ từ xem thế nào. Nghe vậy, Dương Diệp do dự một thoáng rồi sau đó gật đầu. Trong sân, Hứa Ngôn lấy ra một tấm phù lục vỗ lên người mình. Một lát sau, hắn mở mắt, sau đó nhìn về phía quỷ thủ, người sau cũng mở mắt, sau đó khẽ gật đầu. Nếu các ngươi không ngại bị vương giả cảnh tự bạo thêm một lần thì cứ động thủ đi. Đúng lúc này, Triệu Hàn Nguyệt mở mắt, nhìn quỷ thủ và Hứa Ngôn, lạnh lùng nói. Nghe vậy, Hứa Ngôn và quỷ thủ mí mắt giật giật, tuy bọn họ lúc này còn sống, nhưng cơ thể hai người đã bị thương nặng, liên thủ giết Triệu Hàn Nguyệt thì vẫn được, nhưng nếu Triệu Hàn Nguyệt thật sự lựa chọn tự bạo, vậy hai người họ sẽ phải gặp tai ương thật sự. Đừng tưởng ta không làm được. Triệu Hàn Nguyệt lại lạnh giọng nói. So với lọt vào tay quỷ thủ, trở thành vật trong miệng hắn, vậy thì chẳng thà lựa chọn tự bạo còn hơn, dẫn theo các ngươi tới minh giới, các ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha! Lúc này, Hứa Ngôn cười khẽ, nói. Triệu tiên tử nói đùa à, ta lúc trước đã nói rồi, ta không có ác ý với Triệu tiên tử. Chỉ cần Triệu tiên tử đáp ứng không nói ra chuyện hôm nay, Triệu tiên tử có thể tùy thời rời khỏi đây. Hứa Ngôn. Quỷ thủ ở bên cạnh trầm giọng nói. Trong thiên hạ, chỉ có người dã hồn phi phách tán mới có thể giữ bí mật. Nếu nàng ta sau khi rời khỏi đây nói ra chuyện này, chắc hẳn người của kiếm tông nhất định sẽ không bỏ qua. Ta thì không sao, dù sao quỷ tông ta giết người của kiếm tông cũng là thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa tông môn của ta sẽ không chỉ không xử phạt ta mà còn thưởng cho ta. Nhưng ngươi thì sao, nguyên môn của ngươi sẽ thưởng cho ngươi à? Triệu tiên tử sẽ giữ bí mật, đúng không? Hứa Ngôn nhìn Triệu Hàn Nguyệt, cười nói. Đương nhiên. Triệu Hàn Nguyệt cũng cười 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 đáp lại. Hứa. Quỷ thủ vẫn muốn nói gì đó. Hứa Ngôn nhìn quỷ thủ, cắt ngang lời hắn, lạnh lùng nói. Quỷ thủ ngươi có thể chống lại một lần tự bạo nữa à? Nghe vậy, quỷ thủ nghẹn lời. Triệu Hàn Nguyệt cười lạnh một tiếng, sau đó nói. Có thể mở lồng kết giới rồi chứ? Đương nhiên. Hứa Ngôn cười cười, sau đó nói. Chỉ là Triệu tiên tử cũng thấy đấy, ba đồng môn của ta đều chết rồi, muốn mở lồng kết giới này phải cần ba người chúng ta hợp lực,
bằng không thì chỉ có chờ sau một tiếng đồng hồ, lồng kết giới này mới tự động giải trừ. Ngươi xem, Triệu Hàn Nguyệt nhìn thoáng qua mấy tên đệ tử nguyên môn đã trở thành một đống thịt nát, sau đó nói. Mong là ngươi đừng có dở trò gì với ta. Đây là đương nhiên. Hứa Ngôn cười nói. Ta cần làm gì? Triệu Hàn Nguyệt nói. Lồng kết giới cần bốn người đứng ở bốn góc, đồng thời vận dụng bí pháp của nguyên môn ta vận hành cùng lúc mới có thể mở ra được. Có điều lúc này chúng ta chỉ có ba người, cho nên chúng ta chỉ có thể cường hành phá mở mà thôi. Đương nhiên, nếu là nguyên bản thì với sức của bốn người chúng ta cũng rất khó cường hành phá vỡ. Nhưng hiện tại lồng kết giới này trải qua dư ba tự bạo vừa rồi của Đồng Vô Thương đã bị phá thành những mảnh nhỏ. Chỉ cần ba người chúng ta hợp lực công kích vào một chỗ, phá nát nó chắc không phải là việc gì khó. Hứa Ngôn chậm rãi nói. Triệu Hàn Nguyệt nhìn lồng ánh sáng mỏng manh đó, khi phát hiện bên trên có những vết nứt như tơ nhện thì cũng không hoài nghi gì nữa, gật đầu nói. Vậy làm theo lời ngươi. Ba người đi tới chỗ bên trái bị Đồng Vô Thương tự bạo làm cho bị phá hoại nghiêm trọng nhất. Ba người vận chuyển huyền khí trong cơ thể, tay phải Triệu Hàn Nguyệt chậm rãi giơ lên không, trên tay nàng ta, một đóa hoa sen trong suốt như ngọc trông rất sống động, hoa sen càng lúc càng lớn, vào một khắc nào đó, Triệu Hàn Nguyệt khống chế đóa hoa sen đó đánh về phía màn hào quang mỏng manh. Đúng vào một cái chớp mắt mà nàng ta đánh vào màn hào quang, hai cỗ khí tức khủng bố đột nhiên từ hai bên trái phải nàng ta đánh úp về phía nàng ta, con ngươi của Triệu Hàn Nguyệt co rút lại, thầm nghĩ không ổn rồi. Mạnh mẽ thu hồi lại đóa hoa sen đã sắp đành lên lồng ánh sáng, sau đó tự đánh lên người nàng ta. Các ngươi đã không muốn để ta sống, vậy thì mọi người cùng nhau đồng quy vu tận đi, ha ha. Nhìn thấy động tác của Triệu Hàn Nguyệt, hai người Hứa Ngôn và Quỷ Thủ sắc mặt kịch biến, bọn họ cũng không ngờ nữ nhân trước mắt này lại quyết đoán đến vậy, muốn lui về phía sau nhưng đã không kịp, đành chỉ cố gắng chống đỡ. Một tiếng nổ vang lên. Một cỗ sóng khí khủng bố từ trong người Triệu Hàn Nguyệt đột nhiên ùa ra, Triệu Hàn Nguyệt trong nháy mắt hóa thành một đống thịt nát, mà Hứa Ngôn và Quỷ Thủ thì bị cỗ sóng khí đó đánh cho bay ngược ra sau, cùng lúc đó, lồng kết giới vốn đã bị phá thành những mảnh nhỏ cũng ầm ầm vỡ vụn. Trong nháy mắt Hứa Ngôn và Quỷ Thủ bay ngược ra ngoài, hai bóng người giống như tên rời cung lao nhanh về phía họ. Đối thủ của Dương Diệp là Quỷ Thủ, tuy đối phương đã bị trọng thương, nhưng hắn lần này không dám bảo lưu. Sự gia trì của tật phong hoa và tật phong bộ khiến tốc độ của hắn trở nên nhanh như tia chớp, vốn còn cách hơn 20 trượng, nhưng hắn chỉ cần thời gian mấy hơi thở là đã tới trước mặt Quỷ Thủ, sau đó rút kiếm bổ về phía Quỷ Thủ. Vào một khắc nhìn thấy Triệu Hàn Nguyệt đã chết, Quỷ Thủ thở phào nhẹ nhõm, tuy hắn bị đánh bay, nhưng ít nhất thì phiền toái cuối cùng cũng đã được giải quyết. Nhưng mà vào một khắc hắn sắp rơi xuống đất thì một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt đột nhiên sộc lên óc, tiếp theo. Hắn chỉ thấy một bóng người nhanh như tia chớp xuất hiện trước mặt hắn, sau đó thì một kiếm đâm thẳng vào hắn. Quỷ Thủ kinh hãi muốn chết, bởi vì một kiếm này thật sự là quá nhanh, nếu là bình thường, hắn còn có biện pháp đối phó, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể cố gắng chống đỡ, mà phương pháp chống đỡ chính là theo bản năng giơ cánh tay phải chỉ còn trơ xương ra mà cản. Nhìn thấy đối phương giơ tay chắn, Dương Diệp biết ngọc thủ xương trắng đó khẳng định không phải là phàm vật, lập tức không chút do dự. Một dòng kiếm ý bám lên thân kiếm, sau đó lực đạo lại gia tăng thêm mấy phần. Xoẹt. Cơ hồ là không gặp chút trở ngại nào, trường kiếm trực tiếp chặt phăng bàn tay đó của Quỷ Thủ, chỉ là không có máu tươi phun ra. Kiếm. Quỷ Thủ trợ trừng mắt, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ và bất khả tư nghị, nhưng mà hắn chưa nói hết câu, một thanh trường kiếm đã xuyên qua ngực hắn. Sao có thể, kiếm. Quỷ Thủ há miệng, thấp giọng thì thào. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, đầu của hắn đã bay ra. Trường kiếm vào vỏ, Dương Diệp lắc đầu, hắn thật sự nghĩ không thông, vì sao nhiều người vào lúc chiến đấu lại luôn thích lắm lời như vậy. Lắm lời trong lúc chiến đấu không phải là cho đối thủ cơ hội để đả kích à. Lắc đầu, không nghĩ tới những lời này nữa, Dương Diệp nhìn sang bên cạnh, khi nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu của Tần Tịch Nguyệt và Hứa Ngôn, chân hắn mày cau lại. Lúc này Tần Tịch Nguyệt tuy đang đánh cho Hứa Ngôn liên tiếp bại lui, nhưng mà Hứa Ngôn vẫn còn sống, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là vẫn còn dư lực. Không chút do dự, Dương Diệp thân hình khẽ động, mang theo một đạo tàn ảnh mỏng manh tập kích về phía Hứa Ngôn. Hứa Ngôn đang kịch chiến với Tần Tịch Nguyệt như là cảm thấy gì đó, sắc mặt đang tái nhợt biến thành cực kỳ khó coi, trường kiếm đánh lên roi của Tần Tịch Nguyệt, sau đó mượn lực lui ra sau.
Vừa lui được vài bước thì thân thể hắn lại đột nhiên biến chuyển một cách quỷ dị, trường kiếm mang theo một tiếng xé gió bén nhọn đâm tới Dương Diệp đã tới bên cạnh hắn. Một kiếm này quả thật là nhanh đến cực hạn. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia bất ngờ, người trước mắt này không chỉ không rút lui một cách hoảng loạn, ngược lại còn tấn công lại hắn, hơn nữa tốc độ của một kiếm này thật sự quá nhanh, nhanh đến mức hắn căn bản không nhìn thấy kiếm của đối phương. Hắn không lui, mà cũng không kịp lui, bởi vì đây rõ ràng là một kiếm toàn lực của đối phương. Tương tự, vào một khắc trường kiếm của đối phương đâm tới, Dương Diệp cũng rút kiếm đâm thẳng vào đối phương. Xoẹt xoẹt, trường kiếm của hai người cơ hồ là trong cùng một lúc đâm vào ngực đối phương. Tiếp theo, thân hình của hai người đều tách ra sau. Mà trong nháy mắt Hứa Ngôn lui về phía sau, Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh lúc này cũng chạy tới, trường tiên mang theo từng đạo tàn ảnh ập về phía Hứa Ngôn. Nhìn vết thương trước ngực, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó lấy ra một tấm trị liệu phù thượng phẩm vỗ lên người mình. Không dừng lại, thân hình hắn khẽ động, lại tiếp tục lao về phía Hứa Ngôn. Các ngươi không sợ lệnh truy sát của Nguyên Môn à? Trong lúc chiến đấu, Hứa Ngôn vừa ứng phó vừa lạnh lùng quát Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt. Nếu là bình thường, hắn cho dù là không đánh lại hai người trước mắt nhưng vẫn có thể chạy được. Song hiện tại hắn đã là nỏ mạnh hết đà, cứ tiếp tục chiến đấu, hắn nhất định sẽ vẫn lạc. Tuy Nguyên Môn có một số bí pháp, nhưng bí pháp này chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ thì hắn thật sự không muốn dùng, bởi vì tác dụng phụ của nó quá lớn. Thấy Hứa Ngôn vẫn còn khí lực để nói chuyện thì Tần Tịch Nguyệt nhướng mày, lập tức quyết định rất nhanh, nói. Gọi trợ giúp đi. Dương Diệp không chút chậm trễ, tay phải vung lên, Tiểu Ngân xuất hiện trong mật thất. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một con huyền thú vương cấp, Hứa Ngôn sợ quá, trong mắt toàn là vẻ kinh hãi và bất khả tư nghị, giống như mất hồn lẩm bẩm nói. Huyền thú vương cấp, sao, sao có thể như vậy? Gừ. Tiểu Ngân ngửa đầu hú một tiếng, sau đó tung người nhảy lên sông về phía Hứa Ngôn. Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí màu vàng từ mũi trường kiếm của Dương Diệp bắn ra, mà mục tiêu của nó tất nhiên là Hứa Ngôn đó. Tần Tịch Nguyệt cũng không cam chịu yếu thế, trường tiên giống như một con độc xà xảo quyệt quất về phía Hứa Ngôn. Nhìn thấy hai người bọn Dương Diệp và con thú vương đuổi tận giết tuyệt mình, trong mắt Hứa Ngôn hiện lên một tia quyết tuyệt. Lập tức mặt mày dữ tợn, điên cuồng nói. Các ngươi bức ta thì tất cả cùng chết đi, ha ha. Nói xong, huyền khí trong cơ thể dũng động điên cuồng, phần bụng giống như đồng vô thương lúc trước, càng lúc càng lớn. Thấy thế, Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt mí mắt giật giật, Dương Diệp không dám bảo lưu, kiếm ý như thủy triều điên cuồng trào ra, ập về phía Hứa Ngôn đang muốn tự bạo. Hứa Ngôn đang tự bạo thì đột nhiên cảm thấy một cỗ uy áp vô hình ập về phía hắn, ở trước mặt cỗ uy áp vô hình này, huyền khí trong cơ thể hắn không ngờ biến thành chậm lại, giống như là nghĩ ra gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, thất thanh nói. Kiếm, kiếm. Còn chưa nói xong, một cây trường tiên và một đạo kiếm khí đâm xuyên qua ngực hắn. Tiếp theo, móng vuốt sói cực lớn của Tiểu Ngân trực tiếp vỗ vào thiên linh cái của hắn. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, mặt đất chấn động, Hứa Ngôn đã trở thành một đống thịt nát. Thu hồi Tiểu Ngân về không gian tuyển qua, Dương Diệp thở hắt ra một hơi, cũng may mà kịp ngăn Hứa Ngôn tự bạo, bằng không hắn lần này cho dù là không chết thì chỉ sợ cũng sẽ trọng thương. Vương giả cảnh tự bạo, đừng nói nhục thân của hắn, cho dù là loại huyền thú vương cấp như Tiểu Ngân chỉ sợ cũng sẽ trọng thương. Ngươi không sao chứ? Lúc này, Tần Tịch Nguyệt đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn trước ngực Dương Diệp, nhẹ giọng hỏi. Cảm giác được sự quan tâm trong ngữ khí của đối phương, Dương Diệp trong lòng rất ấm áp, nói. Không sao, ta dùng một tấm trị liệu phù thượng phẩm, hiện tại vết thương đã khép lại rồi. Nói xong hắn lại lấy ra một tấm trị liệu phù thượng phẩm rồi đưa cho Tần Tịch Nguyệt. Ngươi cũng dùng một tấm đi, ta thấy ngươi lúc trước hình như cũng bị kiếm của hắn làm bị thương. Tần Tịch Nguyệt nhìn trị liệu phù trong tay, sau đó lại nhìn Dương Diệp với vẻ Dương Diệp, nói. Ta phát hiện ngươi đúng là một phú hào, các loại phù lục đều có, hơn nữa còn đều là thượng phẩm. Ta rất hoài nghi ngươi phải chăng là con tư sinh của hội trưởng nghiệp đoàn Phù Văn Sư. Không, cho dù là con tư sinh của hội trưởng nghiệp đoàn Phù Văn Sư thì cũng không thể giàu như vậy được. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Dương Diệp sờ sờ mũi, cười nói. Ta là một Phù Văn Sư, phù lục nhiều một chút cũng là rất bình thường thôi mà. Ngươi là Phù Văn Sư.
Tần Tịch Nguyệt mở to mắt to kinh ngạc nhìn Dương Diệp. Bằng không ngươi cho rằng ta sao có nhiều phù lục như vậy? Dương Diệp xòe tay, nói. Sau cơn kinh ngạc, Tần Tịch Nguyệt cẩn thận quan sát Dương Diệp, một lúc sau liền nói. Không ngờ ngươi đúng là một phú hào, thì ra ngươi là phù văn sư, ta hiện tại xem như đã hiểu ngươi vì sao lại nói chuyện tiền để thành lập thế lực sẽ do ngươi giải quyết rồi. Dương Diệp cười cười, nói. Đừng nói những cái này nữa, chúng ta thu dọn chiến trường rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi đây đi. Tần Tịch Nguyệt gật đầu, sau đó thu hết nạp giới của các thi thể trong sân, khi hai người chuẩn bị kiểm kê những gì có được thì thanh âm Ân Huyên Nhi đột nhiên vang lên trong đầu Dương Diệp. Đi nhanh đi, có cường giả linh giả cảnh đang tới. Nghe vậy, Dương Diệp biến sắc, kéo tay Tần Tịch Nguyệt chạy ra ngoài. Sao thế? Tần Tịch Nguyệt vừa chạy vừa hỏi. Có cường giả linh giả cảnh đang chạy tới chỗ chúng ta. Dương Diệp trầm giọng nói. Cường giả linh giả cảnh bọn họ căn bản hiện tại không thể chống lại được. Bất kể đối phương là vì chuyện gì mà chạy đến bên này thì Dương Diệp cũng không muốn tiếp xúc với đối phương. Nghe thấy lời nói của Dương Diệp, Tần Tịch Nguyệt nhíu mày, sau đó thì không nói gì. Hai người vừa rời khỏi không đến một khắc thì một nam tử ăn mặc hoa lệ xuất hiện trong gian mật thất mà mấy người lúc trước vừa đại chiến. Khi nhìn thấy mấy cỗ thi thể trên mặt đất, nam tử áo hoa biến sắc, ánh mắt nhìn quanh, khi nhìn thấy thi thể của Hứa Ngôn, con ngươi của nam tử co rút lại, lập tức, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Rốt cuộc là ai đã giết đệ đệ của ta? Một tiếng gầm kèm theo sự ai oán vô hạn từ trong mật thất vang lên. Một lát sau, nam tử áo hoa thân hình khẽ động, biến mất trong mật thất. Ra khỏi cửa mộ, nhìn vầng thái dương mới nhú. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng nói. Ngươi nghe thấy thanh âm trước đó chứ? Tần Tịch Nguyệt gật đầu nói. Người đó hẳn là cường giả linh giả cảnh ngày hôm qua chủ trì mở mộ trụ vương, chúng ta đi nhanh, nếu không sẽ gặp phải phiền toái đó. Dương Diệp gật đầu, hai người không dừng lại, bước nhanh ra khỏi cửa hoàng cung sau đó thì tới cửa ra. Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt vừa đi được không lâu thì nam tử áo hoa xuất hiện ở cửa hoàng cung, cùng lúc đó, một mỹ phụ mặc trang phục của Bách Hoa Cung cũng xuất hiện ở đó, mỹ phụ nhìn nam tử áo hoa, nói. Hứa Thanh, hồn bài của hai đệ tử Bách Hoa Cung ta vỡ vụn, người có biết là ai hạ thủ không? Nam tử áo hoa tên là Hứa Thanh hai mắt đỏ bừng, đang chuẩn bị lên tiếng thì đúng lúc này một nam nhân trung niên ngự kiếm hạ xuống phía trên cửa lớn hoàng cung, sau đó hỏi. Hứa Thanh, hồn bài của các đệ tử kiếm tông ta cũng vỡ vụn, rốt cuộc là ai đã hạ thủ với họ? Nghe vậy, mỹ phụ của Bách Hoa Cung nhìn người trung niên vừa lên tiếng một cái, sau đó thì nhíu mày. Bù! Trong sân đột nhiên vang lên tiếng xé gió, lập tức một người áo đen xuất hiện trong sân, người áo đen này diện mạo khó ưa, vì sao nói hắn có diện mạo khó ưa? Bởi vì ngũ quan đều chỉ có một cái, đúng vậy, một cái, một con mắt, một nửa mũi. Môi trên không còn. Người áo đen đầu tiên là nhìn thoáng qua người trung niên hai chân đạp kiếm một cách oán độc rồi sau đó mới nhìn về phía Hứa Thanh, hỏi. Quỷ thủ của quỷ tông ta cũng chết ở bên trong. Hứa Thanh, ở đây chỉ có người là có thể giết được hắn, ngươi cho ta một câu trả lời đi. Nghe thấy lời nói của người áo đen, mỹ phụ Bách Hoa Cung và nam nhân trung niên của kiếm tông cũng nhìn về phía Hứa Thanh. Câu trả lời à? Sắc mặt vốn đang bình tĩnh của Hứa Thanh lại trở nên dữ tợn, sau đó gần giọng nói. Ngươi đòi ta trả lời à? Vậy ta tìm ai để hỏi? Đệ đệ của ta và mấy tên đệ tử của nguyên môn tất cả đều chết ở trong đó, ta tìm ai đòi công đạo đây? Nghe thấy lời nói của Hứa Thanh, mỹ phụ Bách Hoa Cung càng nhíu chặt mày, vốn nàng ta cho rằng người lần này xuất thủ rất có thể là Hứa Thanh, nhưng hiện tại xem ra, xuất thủ với đệ tử của Bách Hoa Cung hẳn là người khác. Nói vậy, Quỷ Tông, Nguyên Môn, Kiếm Tông, Bách Hoa Cung, tất cả đệ tử tham gia lần lịch lãm mộ trụ vương này đều đã chết ở trong. Người trung niên của Kiếm Tông trầm giọng nói. Đúng vậy. Hứa Thanh cười lạnh, nói. Nguyên Môn ta, Kiếm Tông ngươi, còn cả Bách Hoa Cung, Quỷ Tông, tất cả đệ tử đi vào đều đã chết cùng nhau. Không chỉ chết thôi mà còn hồn phi phách tán. Hứa Thanh, ngươi trấn thủ nơi này, chẳng lẽ không biết bọn họ chết trong tay ai sao? Mỹ phụ Bách Hoa Cung hỏi. Hứa Thanh hít sâu một hơi, sau đó nói. Trước đó không lâu, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, lúc đầu ta cũng không để ý,
dù sao ở dưới lòng đất vì tranh đoạt bảo vật, phát sinh chiến đấu cũng là chuyện bình thường. Nhưng rất nhanh, lại truyền đến một tiếng nổ nữa, lần này ta cảm thấy có chút không ổn, bởi vì tiếng nổ có thể từ lòng đất truyền đến, như vậy sức phá hoại rõ ràng không phải là mấy người lần này đi xuống có thể tạo thành, cho nên ta quyết định đi xem thử. Khi ta tới chỗ phát ra tiếng nổ thì bên trong chỉ có mấy cỗ thi thể lạnh như băng và một đống thịt nát. Ngươi không thấy hung thủ à? Người áo đen trầm giọng hỏi. Hứa Thanh lắc đầu nói. Khi ta đến nơi thì chỉ có thi thể, không có một người sống nào. Giết bốn cường giả vương giả cảnh, ít nhất phải là cường giả linh giả cảnh mới có thể làm được. Ta đã tra xét những người lần này đi xuống, căn bản là không có ai có năng lực giết họ. Trầm mặc một lúc. Mỹ phụ Bách Hoa Cung hỏi. Có phát hiện kẻ nào khả nghi hay không? Kẻ khả nghi á? Hứa Thanh nhíu mày, rất nhanh hai mắt Hứa Thanh từ từ trợn to, nói. Ta nhớ ra rồi, ở lúc mộ chủ vương mở ra, có một cường giả linh giả cảnh và một huyền thú linh cấp có tới. Hai người đó lúc ấy dùng ý niệm quét mọi người ở đây, sau đó thì rời đi. Lúc ấy ta cũng không để ý lắm, chỉ cho rằng đối phương đang tìm người, hiện tại xem ra. Hai người này rất có thể chính là hung thủ. Biết lai lịch của đối phương không? Người trung niên của Kiếm Tông trầm giọng hỏi. Hứa Thanh lắc đầu nói. Lúc ấy ta cũng chỉ là dùng ý niệm tiếp xúc với đối phương một chút là thu lại. Các ngươi cũng biết đó, nếu dùng ý niệm quét đối phương, vậy thì rất có thể sẽ bị đối phương coi là khiêu khích. Cho nên khi xác định đối phương không có ác ý thì ta cũng thu hồi ý niệm, không để ý tới đối phương nữa. Khi chúng ta tới đây, ở cửa động có một đội kỵ binh nhân loại, còn có huyền thú của liệt diễm sư tộc, cường giả nhân loại linh giả cảnh đó chắc có liên quan tới đội kỵ binh nhân loại kia, mà huyền thú linh cấp hẳn là cường giả của đàn liệt diễm sư. Mỹ phụ Bách Hoa Cung trầm giọng nói. Chỉ là nếu thật sự là hai người này, vậy họ vì sao lại muốn giết đệ tử của mấy tông môn chúng ta? Đây là điều căn bản rất khó giải thích. Lúc này, người áo đen nói. Việc gì mà phải đoán? Chúng ta đi tìm bọn họ hỏi thử không phải là rõ thôi sao? Ta cảm giác được bọn họ vẫn còn ở trên mặt đất. Dứt lời, thân thể của hắn bắt đầu từ từ biến mất rồi triệt để tiêu tán không thấy đâu. Mấy người còn lại nhìn nhau một cái rồi sau đó cũng biến mất. Dưới sự hỗ trợ của Ân Huyên Nhi, Dương Diệp và An Toàn tránh được tai mắt của kỵ binh nhân loại và đàn liệt diễm sư, hai người một đường chạy như điên, mất ba canh giờ, cuối cùng cũng tới được đoạn hồn sơn mạch. Trên một tàng cây cực to, Dương Diệp hít một hơi thật sâu, sau đó xoa đầu tử điêu ở trước mặt hắn, cười nói. Tiểu gia hỏa, lần này phải đa tạ ngươi rồi, nếu không phải có ngươi, chúng ta muốn tránh hai cường giả linh giả cảnh đó là điều không thể. Đúng vậy, nếu không có tiểu gia hỏa này giúp bọn họ che giấu khí tức, cho dù bọn họ ra khỏi động khẩu thì khẳng định sẽ bị cường giả linh giả cảnh và huyền thú linh cấp đó phát hiện. Tử điêu chớp chớp mắt, sau đó lao tới trước mặt Dương Diệp. Cọ đầu vào trán hắn. Đúng là hâm mộ vì ngươi có quan hệ với nó tốt như vậy. Lúc này, Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh cười nói. Dương Diệp cũng cười cười, sau đó nói. Chúng ta xem thử lần này cướp được gì đi, hy vọng bốn cường giả vương giả cảnh và bảy tên tiên thiên cảnh không phải là quỷ nghèo, bằng không chúng ta chuyến này làm không bỏ công. Tần Tịch Nguyệt gật đầu, sau đó lấy ra 10 nạp giới. Nàng ta trước tiên đặt nạp giới của bảy tên tiên thiên cảnh sang một bên, sau đó lấy ra một nạp giới của vương giả cảnh, ngón tay khẽ động, một dòng huyền khí trong nháy mắt bọc lấy nạp giới, rất nhanh, hai người liền nghe thấy một tiếng vang rất khẽ. Ý niệm của Tần Tịch Nguyệt xâm nhập vào bên trong, dò quét vật phẩm trong đó, rất nhanh, khóe miệng hơi nhếch lên, dần dần, độ cong càng lúc càng lớn, cả khuôn mặt toàn là nét cười. Nhìn thấy sắc mặt của Tần Tịch Nguyệt có biến hóa. Dương Diệp biết rằng trong cái giới chỉ này khẳng định là có bảo bối rất không tồi. Trong nạp giới này có hơn 6.000 viên đá năng lượng, 2 kiện có huyền bảo trung phẩm huyền giai có, 7 kiện huyền bảo huyền giai hạ phẩm, 2 cuốn huyền kỹ huyền giai hạ phẩm, 9 cuốn huyền kỹ hoàng cấp thượng phẩm, hơn 100 gốc linh thảo hoàng cấp thượng phẩm. Đúng rồi, còn có 10 tấm ngũ hành phù lục hạ phẩm. Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp cười nói. Cái giới chỉ này chắc của Nguyên Môn Hứa Ngôn. Bởi vì huyền kỹ bên trong là của Nguyên Môn. Mau xem trong những nạp giới khác có gì. Dương Diệp vội vàng nói. Tần Tịch Nguyệt gật đầu, sau đó xem xét đồ trong nạp giới khác. Rất nhanh, kiểm tra xong hết tất cả giới chỉ. Khi Dương Diệp biết được thu hoạch lần này của hắn,
cho dù với hiện tại của hắn thì cũng không khỏi có chút kích động và hưng phấn. Thu hoạch lần này của bọn họ là một kiện huyền bảo huyền giai thượng phẩm, 11 kiện huyền bảo huyền giai trung phẩm, 17 kiện huyền bảo huyền giai hạ phẩm, huyền kỹ, một cuốn huyền kỹ huyền giai thượng phẩm, 6 quyển huyền kỹ huyền giai hạ phẩm, 16 cuốn hoàng cấp thượng phẩm, phù lục, một tấm thần hành phù thượng phẩm, 17 tấm phù lục trung phẩm, 26 tấm phù lục hạ phẩm. Trừ những đồ vật này ra, bên trong còn có hơn 1 vạn viên đá năng lượng, đương nhiên, đồ không chỉ có từng này, có điều trừ những thứ này ra thì cái khác hai bọn họ đều không thèm bận tâm. Hưng phấn một hồi, Dương Diệp bình tĩnh lại, sau đó hỏi. Mấy thứ này chắc vẫn chưa đủ để chúng ta thành lập một thế lực đâu nhỉ? Đương nhiên là không đủ rồi. Tần Tịch Nguyệt lườm Dương Diệp, nói. Ngươi cho rằng thành lập một thế lực là chuyện đơn giản như vậy à? Có điều tuy không đủ, nhưng nếu đem mấy thứ này bán đi, cộng với một số sản nghiệp của ta ở đế đô, chúng ta đã có thể cất bước rồi. Có điều về sau tiêu phí sẽ càng lúc càng lớn, ngươi nên chuẩn bị tâm lý đi. Ừ, ngươi là một phù văn sư, những thứ này đối với ngươi mà nói chắc không phải quá khó khăn. Nếu nói vốn nàng ta không hề có một chút lòng tin nào với của Dương Diệp muốn thành lập thế lực, nhưng sau khi biết Dương Diệp là một phù văn sư, nàng ta đã nhìn thấy một chút hy vọng, có điều cũng chỉ là một chút mà thôi. Dương Diệp trầm mặc một lúc, sau đó lấy ra 25 tấm thượng phẩm, nghĩ nghĩ rồi lại lấy thêm huyết nhận mà lúc trước huyết thủ dùng cùng với cuốn công pháp và huyền kỹ đó đưa cho Tần Tịch Nguyệt, nói. Đây là 25 tấm phù lục thượng phẩm, ngươi chọn lấy một số để dùng đi, những tấm còn lại thì cầm đi bán đấu giá. Thanh huyết nhận và công pháp huyền kỹ này là của quỷ tông, ta không dùng được, ngươi cũng cầm mang đi bán luôn đi. Hắn lấy một số thứ trước kia có được nhưng không dùng đưa cho nữ tử trước mắt này mang đi bán đấu giá lấy tiền. Nhìn thoáng qua thanh huyết nhận và hai quyển trục, sau đó lại nhìn Dương Diệp một lúc rồi nhoẻn miệng cười nói. Ngươi không sợ ta cầm những bảo bối này của ngươi rồi chiếm làm của riêng à? Nói đến đây, nàng ta lại khẽ lắc đầu, cười nói. Ta quên mất, hai tia hồn phách của ta vẫn còn ở chỗ ngươi. Dương Diệp do dự một chút rồi sau đó hai mắt khép hờ. Một lúc sau, hai dòng hắc tuyến từ trong cơ thể hắn chậm rãi bay ra, hắn mở mắt trở lại, nói. Đây là hồn phách của ngươi, ngươi thu lại đi. Tuy hồn phách của nữ nhân trước mắt này ở chỗ hắn, bị hắn quản chế, nhưng Dương Diệp cũng biết, dùng loại phương pháp này để duy trì quan hệ hợp tác giữa hai người và không nên, ít nhất thì với nữ nhân thông minh trước mắt này là khẳng định không được. Một khi đã như vậy, chẳng thà dứt khoát hào phóng một chút, thành lập tình hữu nghị và cùng chân chính giữa hai người. Nhìn hai dòng hắc tuyến giống như là vật sống đó, Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp, nghiêm túc nói. Ngươi cũng biết đó, ngươi có tia hồn phách này, chẳng khác nào khống chế nhân sinh của ta, nói cách khác thì chẳng khác nào có một đả thủ khôi lỗi vương giả cảnh. Ngươi thật sự muốn trả lại cho ta à? Ngươi trông ta giống như là đang nói đùa lắm à? Dương Diệp cũng nghiêm túc nói. Vì sao lại làm như vậy? Tần Tịch Nguyệt hỏi. Dương Diệp cười cười, nói. Hy vọng có thể khiến ngươi cảm động, sau đó thì một lòng một dạ làm việc cho ta. Hắn cũng không muốn nói những lời cảm động gì, bởi vì những lời này khẳng định không lừa được nữ nhân trước mắt này, một khi đã như vậy, chẳng thà nói thẳng ra luôn. Không cần ngươi cho ta, ta cũng sẽ một lòng một dạ làm việc cho ngươi mà, hơn nữa còn không dám có ý đồ xấu gì khác. Nhưng ngươi trả hồn phách cho ta rồi, ta sẽ có rất nhiều lựa chọn, ngươi biết không? Tần Tịch Nguyệt nói. Có lẽ vậy. Dương Diệp nhún vai nói. Lúc ban đầu ta không hợp tác với ngươi là vì ta không tin ngươi, tuy hiện tại cũng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng ít ra thì chúng ta cũng có thể coi như là bằng hữu. Mà nếu ta nắm trong tay hồn phách của ngươi, vậy giữa chúng ta sẽ không thể xem như là bằng hữu. Hơn nữa giữa chúng ta còn giống như có khoảng cách, ngươi không thấy vậy à? Tần Tịch Nguyệt vẫy tay, hai dòng hắc tuyến bay lại về trong cơ thể nàng ta. Một lúc sau, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp, nói. Chúng ta chỉ là bằng hữu thôi à? Không phải là bằng hữu thì là gì? Dương Diệp còn chưa nói xong thì Tần Tịch Nguyệt ở trước mặt đã lại đột nhiên ôm lấy hắn, sau đó thì hôn lên môi hắn. Cảnh tượng này không kéo dài quá lâu, Tần Tịch Nguyệt chỉ khẽ chạm vào môi hắn một cách là rút ra, sau đó cười nói. Tiểu đệ đệ. Ngươi đã đạt được mục đích rồi đó, tỷ tỷ thật sự bị ngươi làm cảm động rồi. Ngươi xem, tỷ tỷ cảm động đến mức thiếu chút nữa thì lấy thân báo đáp luôn đó.
Dương Diệp ngây ra một thoáng, sau khi lấy lại tinh thần thì cười khổ nói. Người sau này đừng như vậy nữa. Tuy người chiếm tiện nghi hắn, nhưng hắn luôn cảm thấy như vậy là không tốt. Về phần vì sao không tốt thì hắn cũng không thể diễn tả được bằng lời, cảm thấy là vậy. Xem ra ngươi rất trung trinh với ngươi mà ngươi yêu. Tần Tịch Nguyệt cười nói. Tiểu đệ đệ, xem ra sau này tỷ tỷ vẫn phải dạy thêm ngươi tư tưởng tam thê tứ thiếp rồi, bằng không ngươi khẳng định sẽ vì nữ nhân đó mà vứt bỏ tỷ tỷ. Chúng ta đừng nói mấy chuyện này nữa. Dương Diệp lắc đầu, nói. Hiện tại chúng ta chia tay ở đây đi, ngươi về đế quốc Đại Tần trước đi, ta còn muốn làm một số việc ở Thập Vạn Đại Sơn. Đúng rồi, sau này muốn liên hệ với ngươi thì phải làm thế nào? Ngươi vẫn muốn ở lại Thập Vạn Đại Sơn à? Nụ cười trên mặt Tần Tịch Nguyệt biến mất, nhíu mày nói. Nếu ta đoán không sai, hiện tại ít nhất ba cường giả linh giả cảnh đang đuổi theo chúng ta. Tuy ngươi có tiểu gia hỏa thần bí đó hỗ trợ che giấu khí tức, nhưng điều này không có nghĩa là ngươi được an toàn tuyệt đối, vạn nhất bọn họ đuổi được ngươi, vậy thì phiền toái của ngươi sẽ rất lớn đó. Dương Diệp cười cười, nói. Không sao, nơi ta muốn đến cho dù là tôn giả cảnh cũng không dám tới, địa phương đó là an toàn tuyệt đối. Còn ngươi đó, ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn hiện tại đối với ngươi mà nói thì không có uy hiếp gì, nhưng sau khi ngươi trở lại đế đô, ngươi phải đề phòng chất nhi của ngươi đó. Ta không hy vọng ngươi chưa xây dựng xong thế lực thì đã xảy ra bất trắc đâu. Chỉ cần ta trở về đế đô rồi, ta sẽ có biện pháp đối phó hắn. Trong mắt Tần Tịch Nguyệt lóe lên hàn quang. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi đừng làm những chuyện ngu ngốc, ngươi hiện tại nếu xuất hiện, hắn khẳng định sẽ tiếp tục dùng mẫu thân ngươi để uy hiếp ngươi. Chuyện cứu mẫu thân ngươi trước tiên đừng vội, qua mấy tháng nữa ta sẽ tới đế đô tham gia Thanh Vân Bảng. Khi đó chúng ta sẽ lên kế hoạch cùng nhau giải cứu mẫu thân ngươi, thế nào? Ngươi muốn tham gia Thanh Vân Bảng? Tần Tịch Nguyệt kinh ngạc nói. Dương Diệp gật đầu, nói. Ta muốn đại biểu Kiếm Tông tới tham gia Thanh Vân Bảng. Nhưng ngươi nói ngươi không phải là đệ tử của Kiếm Tông. Sở dĩ đại biểu cho Kiếm Tông, không phải là vì Kiếm Tông mà là vì một người của Kiếm Tông. Dương Diệp nói. Một nữ nhân à? Tần Tịch Nguyệt hỏi. Dương Diệp gật đầu. Nữ nhân mà ngươi thích hư? Tần Tịch Nguyệt truy hỏi. Chúng ta có thể đừng đàm luận về vấn đề này được không? Dương Diệp có chút không biết phải nói gì. Đương nhiên là có thể. Tần Tịch Nguyệt cười cười, nói. Chỉ là tỷ tỷ rất hiếu kỳ, rốt cuộc là nữ nhân thế nào mà có thể khiến tiểu đệ đệ ngươi nhớ mãi không quên như vậy? Được rồi, đừng có bày ra cái vẻ mặt đó nữa, không nói chuyện này nữa được chưa? Quay lại đề tài trước đi, ngươi nói ngươi muốn tham gia Thanh Vân Bảng, vậy tỷ tỷ sẽ ở đế đô chờ ngươi, nếu ngươi có thể lọt vào Thanh Vân Bảng, vậy chuyện cứu mẫu thân ta sẽ trở nên đơn giản hơn. Biểu hiện của ta càng xuất sắc thì hy vọng cứu được mẫu thân ngươi sẽ càng lớn à? Dương Diệp hỏi. Tần Tịch Nguyệt gật đầu, cười nói. Đương nhiên, phải biết rằng, nhưng bỏ trốn với ngươi, nếu ngươi có thể lọt vào 20 thứ hạng đầu của Thanh Vân Bảng. Vậy thì ngay cả hoàng thất cũng không thể đối địch được với ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ nữ nhờ chồng mà quý, hoàng thất không chỉ sẽ không xử phạt ta, ngược lại còn coi trọng ta. Biết sao được, đây là sự thật, khi một người có tiềm lực hoặc là có giá trị, tất cả những chuyện mà hắn làm sai sẽ trở thành việc có ý nghĩa. Dương Diệp rất muốn nói mục tiêu của hắn không chỉ là thứ 20, mà là thứ nhất. Nhưng nghĩ lại thì vẫn quyết định không nói gì, dù sao mục tiêu này tựa hồ là quá không bình thường. Tần Tịch Nguyệt đi rồi, khi đi mang theo một đống bảo bối của Dương Diệp. Nhìn phương hướng mà Tần Tịch Nguyệt rời đi một hồi, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một lệnh bài nhỏ có khắc chữ Nguyệt, lệnh bài này là Tần Tịch Nguyệt cho hắn, bảo hắn sau khi tới đế đô thì tới một tòa tửu lâu tên là Túy Thiên Lâu, sau đó thì dựa vào tấm lệnh bài này, người của tửu lâu sẽ dẫn hắn tới gặp nàng ta. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng tím hiện lên, tử điêu xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Xuất hiện cùng với tử điêu còn có hộp kiếm Dương Diệp đặt ở trong hồ huyền khí. Tiểu gia hỏa, ngươi lấy cái hộp kiếm này ra làm gì? Dương Diệp hỏi. Tử điêu vung móng vuốt nhỏ, từ trong hộp kiếm một thanh huyền kiếm bay ra, Dương Diệp đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì mắt từ từ trợn to. Sao lại biến thành huyền kiếm huyền giai? Giống như là không tin nổi, hắn lấy trường kiếm ra quan sát cẩn thận một hồi. Nhưng mà bất kể hắn nhìn như thế nào thì thanh kiếm này cũng vẫn là huyền giai hạ phẩm. Rất nhanh,
Dương Diệp lấy ra tất cả huyền kiếm trong hộp kiếm, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, 36 thanh huyền kiếm hoàng cấp đã có 27 thanh biến thành huyền giai hạ phẩm. Dương Diệp nhìn những thanh huyền kiếm này một lúc, sau đó yết hầu giật giật, nhìn Tử Điêu, nói. Tiểu gia hỏa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này trong lòng Dương Diệp vô cùng khiếp sợ và rung động, nếu không phải hắn tự mình thử qua 36 thanh huyền kiếm đó, hắn khẳng định sẽ cho rằng trong 36 thanh kiếm này vốn là có 27 thanh huyền giai hạ phẩm. Tử Điêu chớp chớp mắt, sau đó móng vuốt nhỏ chỉ vào bụng Dương Diệp. Dương Diệp cười khổ nói. Ta biết đó là công lao của Tiểu Tuyền Qua, nhưng ta là muốn hỏi, Tiểu Tuyền Qua vì sao có thể khiến chúng thăng cấp? Tử Điêu lắc lắc đầu, ra hiệu nó cũng không biết. Ngay khi Dương Diệp đang chuẩn bị hỏi tiếp thì một đạo ánh sáng trắng hiện lên, Ân Huyên Nhi xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nàng ta nhìn Dương Diệp rồi nói. Ngươi đừng hỏi nó làm gì, cho dù là ta cũng không biết vì sao lại như vậy. Ta chỉ biết là, Tuyền Qua đó của ngươi rất khủng bố, không chỉ tự thành không gian, còn có thể chứa vật phẩm, ngay cả người sống cũng có thể chứa. Còn nữa, những huyền khí màu vàng kim được chuyển hóa đó căn bản không giống như là loại năng lượng chúng ta bình thường hấp thu, ta hoài nghi Tiểu Tuyền Qua này của ngươi căn bản không phải là vật phẩm của thế giới chúng ta. Không phải là vật của thế giới này. Dương Diệp nhíu mày hỏi. Nghĩ là sao? Thứ này ở trong cơ thể ngươi, ngươi thật sự không biết lai lịch của nó à? Ân Huyên Nhi hỏi ngược lại. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta thật sự không biết mà, ta cũng chỉ phát hiện sự tồn tại của nó không lâu, ta chỉ biết là ta càng mạnh thì nó lại càng lớn, hơn nữa ta cảm thấy nó giống như có ý thức, bởi vì ta từng trao đổi với nó, tuy nó không nói gì, nhưng ta biết, nó khẳng định có ý thức. Ân Huyên Nhi trầm mặc một lúc, nói. Trong thiên địa tự có kỳ vật, những kỳ vật này phần lớn đều có ý thức, nó nếu đã nhận ngươi làm chủ, nghĩ chắc trên người ngươi có thứ gì đó hấp dẫn nó. Về phần lai lịch của nó, không cần phải rối rắm nhiều làm gì, dù sao nó là theo sự cường đại của ngươi mà trưởng thành, ngày sau ngươi khẳng định sẽ biết lai lịch của nó thôi. Cũng chỉ có thể vậy thôi. Dương Diệp cười khổ. Lúc này, Ân Huyên Nhi bỗng nhiên nói. Ngươi chắc biết, ta dẫn theo cả 12 vệ sĩ hoàng kim của phụ hoàng ta. Nói đến đây, nàng ta tạm dừng một chút rồi sau đó lại nói tiếp. Ta muốn đặt 12 vệ sĩ hoàng kim đó vào trong Tiểu Tuyền Qua thần bí đó của ngươi, bởi vì ta phát hiện, Tiểu Tuyền Qua đó của ngươi có sự trợ giúp rất lớn đối với việc tu luyện của huyền thú và nhân loại. Dương Diệp trầm ngâm một thoáng rồi nói. Nếu ta gặp phải nguy hiểm, có thể bảo chúng ra giúp không? Ngươi tốt nhất là đừng gặp phải nguy hiểm, cho dù là gặp nguy hiểm, cũng tốt nhất đừng gọi ta và 12 vệ sĩ hoàng kim đó ra giúp ngươi. Ân Huyên Nhi lạnh lùng nói. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu hỏi. Ngươi chắc biết, lúc trước Diệt Thương Quốc của ta là những thế lực gì, nếu để cho người khác biết 12 vệ sĩ hoàng kim hoặc là ta tái hiện trên nhân gian. Tin ta đi, ngươi tuyệt đối sẽ bị 6 thế lực lớn và đế quốc Đại Tần truy nã đó. Ân Huyên Nhi hờ hững nói. Không thể nào. Dương Diệp có chút hoài nghi nói. Chuyện đã trôi qua lâu như vậy rồi. 6 thế lực lớn thật sự còn để ý tới một công chúa nho nhỏ như ngươi à? Bọn họ chắc không nhỏ nhen vậy chứ? Chặt cỏ phải chặt tận gốc, ngươi không hiểu đạo lý này à? Khóe miệng Ân Huyên Nhi nở một nụ cười lạnh, nói. Năm đó nếu không phải quốc sư không tiếc tự hạ tu vi, dùng thần thuật phong ấn ta ở đáy mộ, ta lúc này chỉ sợ đã biến thành một đống đất vàng rồi. Dương Diệp do dự một thoáng, nói. Ân cô nương! Thật sự của phụ thân ngươi trước khi ra đi chính là muốn ngươi buông bỏ cừu hận, ta cũng rất tán thành, dù sao với thực lực hiện tại của ngươi, cho dù có thêm 12 vệ sĩ hoàng kim cũng khẳng định không đánh lại được 6 thế lực lớn. Tuy hắn không thích nữ nhân trước mắt này, nhưng hắn cảm thấy vẫn cần thiết phải khuyên nhủ nàng ta, dù sao hắn cũng từng nhận lợi ích từ trụ vương. Nếu có người giết cả nhà ngươi, khiến ngươi trở thành một khối tử thi nằm ở dưới đất mấy trăm năm, ngươi sẽ từ bỏ việc báo thù à? Ân Huyên Nhi lạnh giọng nói. Khuyên nữ nhân này từ bỏ cừu hận là không thể. Dương Diệp nhún vai, nói. Ân cô nương nếu một lòng muốn báo thù, ta cũng không tiện nói nhiều. Chỉ là muốn thanh minh một chút, trong một năm thời gian ước định của ân cô nương và ta chỉ, người tốt nhất đừng xuất thủ với người của 6 thế lực lớn. Ừ, nói thẳng nhé, ta không muốn bị người của 6 thế lực lớn đuổi cho chạy khắp nơi đâu. Yên tâm,
hiện tại cho dù ngươi bảo ta xuất thủ thì ta cũng sẽ không xuất thủ đâu. Ân Huyên Nhi nói, mục đích chủ yếu của ta hiện tại là trở thành tôn giả cảnh, gia tăng thọ nguyên của ta thôi. Nói xong, Ân Huyên Nhi không nói gì nữa, thân hình khẽ động, trực tiếp chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Tử Điêu ở bên cạnh cũng chuẩn bị tiến vào trong cơ thể Dương Diệp, nó rất lo lắng nữ nhân đó, ngay khi nó muốn tiến vào tiểu tuyền qua, Dương Diệp lại đột nhiên ôm lấy nó, nói. Đừng vào vội, dẫn ta tới một nơi, nơi đó không có ngươi thì không được. Nói xong thân hình khẽ động, chạy tới đoạn hồn uyên. Khi tiến vào thập vạn đại sơn, hắn đã muốn tới đáy đoạn hồn uyên đó để gặp lại lão nhân thần bí kia, về phần mục đích. Đương nhiên là hy vọng đối phương lại tặng thêm một quyển địa cấp huyền kỹ không kém hơn ngự kiếm thuật đó. Ở đáy đoạn hồn uyên, Dương Diệp cưỡi sói xám đi tới chỗ ở của lão nhân thần bí. Trên đường, hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía trên đỉnh đầu, trừ một mảng sương mù màu tím ra thì căn bản là không nhìn thấy gì. Quay lại nơi này, hắn vẫn có chút kiêng kỵ, lúc trước đàn huyền thú cú đêm bát giai đó dã để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Tuy lần này còn có tiểu gia hỏa đi cùng. Nhưng vừa nghĩ tới cảnh tượng chi chít lúc nhúc đó, da đầu hắn vẫn có chút ngứa ran. Cũng may trên đường đi không xuất hiện một con cú đêm nào, bình yên vô sự đi tới trước nhà tranh của lão nhân thần bí. Tiền bối, vãn bối Dương Diệp cầu kiến. Thi lễ về phía nhà tranh, Dương Diệp cung kính nói. Chỉ một thoáng, cửa rơm của nhà tranh chậm rãi mở ra, một lão nhân lưng còng chống gậy từ bên trong chậm rãi đi ra. Lão nhân nhìn Dương Diệp rồi đột nhiên, trong mắt lão hiện lên một tia quang mang khác thường. Một lúc sau, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra một nụ cười, nói. Không tồi không tồi, kiếm ý nhị trọng, kiếm tâm thông minh. Trong thời gian ngắn như vậy mà ngươi đã đạt tới thành tựu này, quả thật là thiên phú dị bẩm. Kiếm tâm thông minh. Dương Diệp ngẩn ra, kiếm ý đệ nhị trọng thì hắn biết, nhưng kiếm tâm thông minh thì là gì? Lão nhân cũng ngẩn ra. Sau đó gật đầu cười nói. Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu, ngươi trừ lĩnh ngộ kiếm ý ra, còn biết kiếm tâm thông minh này nghiêm khắc mà nói thì khó khăn hơn cả kiếm ý. Nói thế này đi, có kiếm tâm thông minh, cơ bản cũng có thể lĩnh ngộ kiếm ý, mà người lĩnh ngộ được kiếm ý thì không nhất định có thể kiếm tâm thông minh. Tiền bối là nói ta kiếm tâm thông minh. Dương Diệp nghi hoặc nói. Vậy xin hỏi tiền bối, kiếm tâm thông minh là gì? Lão nhân cười nói, kiếm tâm thông minh cũng như kiếm ý, là một loại ý cảnh. Kiếm tâm thông minh này có thể khiến tâm kiếm đạo của người tu kiếm trở nên thuần túy hơn, sẽ không bị bất kỳ sự vật nào mê hoặc, có thể nhìn sáng tỏ bản chất của tất cả sự vật. Thế gian có lời đồn, nhất kiếm phá vạn pháp, không phải chỉ kiếm tu, mà là chỉ kiếm tu kiếm tâm thông minh. Bởi vì người có thể kiếm tâm thông minh trừ không bị vạn pháp xâm nhập ra thì còn có thể hiểu rõ bản chất của tất cả huyền kỹ trên thế gian. Nói một cách đơn giản thì chính là ngươi sau này khi đối chiêu với người ta, sẽ tìm ra sơ hở của đối phương rất nhanh. Dương Diệp bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ chẳng trách lúc trước hắn có thể liếc một cái là nhìn ra ảo cảnh trong mộ của trụ vương, còn có thể liếc một cái là nhìn ra sơ hở của ảo cảnh kia, thì ra là do hắn có thể kiếm tâm thông minh. Ngươi lần này tới tìm ta, là có chuyện gì vậy? Lão nhân nhìn Dương Diệp nói. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói. Tiền bối, vãn bối rất hiếu kỳ tiền bối lúc trước vì sao lại tặng vãn bối kiếm kỹ. Dương Diệp trước giờ không tin có bánh từ trên trời rơi xuống cho dù có thì cũng không tới lượt Dương Diệp hắn. Nghe vậy, lão già lưng còng khẽ cười cười, sau đó nói. Ngươi biết không, lúc trước ngươi và đứa bé gái đó lúc đến đây, ta vốn là muốn giết các ngươi, bởi vì ta không hy vọng có người tới nơi này, càng không hy vọng người khác biết về sự tồn tại của ta. Nhưng ngươi có biết ta vì sao không giết các ngươi, ngược lại còn tặng các ngươi huyền bảo huyền kỹ không? Nghe thấy lời nói của lão nhân, Dương Diệp toát mồ hôi lạnh, thì ra lúc trước lão nhân trước mắt này không ngờ muốn giết hắn cùng với Tô Thanh Thi, nếu lão nhân này xuất thủ với hắn và Tô Thanh Thi, vậy hắn và Tô Thanh Thi tuyệt đối là đã chết một cách lặng lẽ. Vì sao vậy? Dương Diệp tò mò hỏi. Lão nhân ngẩng đầu nhìn trời xanh biếc, một lúc mới nói. Có một loại người. Khi thực lực của bọn họ đạt tới trình độ nhất định, bọn họ sẽ hành sự theo sự yêu ghét của bản thân. Vừa hay ta cũng là người như vậy, lúc trước sở dĩ không giết ngươi, là vì tương lai của ngươi không ngờ khiến ta không nhìn thấu, đúng vậy, tương lai của ngươi là một mảng hỗn độn,
không có một định số nào, điều này khiến cho ta rất hiếu kỳ. Nhìn thấu tương lai của một người. Dương Diệp trong lòng cả kinh, nói. Tiền bối, người không ngờ có thể biết trước được tương lai. Nếu một người có thể nhìn thấu tương lai của người khác, vậy thực lực của người này là khủng bố tới mức nào? Lão nhân lắc đầu, nói. Tương lai mà ta nói chỉ là phúc họa của một người chứ không phải là những chuyện mà người này sẽ làm trong tương lai. Nếu biết được chuyện mà một người muốn làm trong tương lai, loại năng lực này trong thiên địa chắc không ai có thể làm được. Nhưng muốn biết phúc họa trong thời gian ngắn của một người trong tương lai, chỉ cần đạt tới hoàng giả cảnh, chạm đến vận mệnh của bản thân thì có thể làm được rồi. Thực lực của tiền bối là... Dương Diệp có chút sụt rè hỏi, đối với thực lực của lão nhân trước mắt này Dương Diệp vẫn vô cùng tò mò. Lão nhân cười cười, nói. Thực lực của ta, nói thế nào nhỉ, ở Nam Vực, ta muốn giết ai, nếu dùng toàn lực thì không ai có thể thoát được. Nghe vậy, Dương Diệp trong lòng rùng mình, sau đó thi lễ với lão nhân. Tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Nếu lão nhân trước mắt này nguyện ý cứu mẫu thân hắn, vậy chắc dù là Bách Hoa Cung cũng không thể không thỏa hiệp, cơ hội này, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Trong mắt lão nhân hiện lên một tia tò mò, sau đó hỏi. Nói đi. Nghe vậy, Dương Diệp trong lòng vui lắm, sau đó nói ra chuyện của mẫu thân mình và Bách Hoa Cung. Sau khi nghe Dương Diệp nói xong, lão nhân lắc đầu, nói. Ta cự tuyệt. Nghe vậy, thần sắc Dương Diệp trở nên ảm đạm, nhưng hắn vẫn có chút không cam lòng, lại nói. Mặc dù có chút không lịch sự, nhưng vãn bối vẫn phải hỏi một câu, vì sao lại cự tuyệt? Lão nhân nhìn Dương Diệp, nói. Tiểu tử, người gặp may mắn, không chỉ lĩnh ngộ được kiếm ý, còn kiếm tâm thông minh, nhưng mà ngươi hiện tại vẫn là tiên thiên cảnh, nguyên nhân là ngươi ít gặp trắc trở. Đừng nói với ta là nhân sinh của ngươi đã khổ lắm rồi, sự đau khổ này của ngươi ở trong mắt lão phu thì căn bản không tính là đau khổ. Không nói ai khác, chỉ nói tổ sư của kiếm tông các ngươi, ngươi cũng biết đấy, hắn năm đó cả nhà bị giết, tay phải bị chém. Còn bị cừu nhân tra tấn tới mấy chục năm, nhưng mà hắn không chỉ không gục ngã, ngược lại ý chí càng lúc càng cứng cỏi, tu luyện càng ngày càng khắc khổ hơn. Kết quả cuối cùng ngươi cũng thấy đấy, hắn đánh khắp Nam Vực không địch thủ. Ngươi cảm thấy đem so sánh sự đau khổ của ngươi và hắn thì thế nào? Dương Diệp lắc đầu cười chua chát, lão nhân trước mắt này lấy hắn ra so sánh với tổ sư của kiếm tông, hắn thật là không biết nên vinh hạnh hay là nên tức giận. Ta sở dĩ cự tuyệt. Cũng không phải là muốn ngươi phải chịu đựng đau khổ giống như tổ sư của kiếm tông. Nguyên nhân là chân chính là ta tạm thời không thể rời khỏi nơi này. Còn nữa, lão phu tặng ngươi một câu, bất kỳ chuyện gì tốt nhất cũng nên dựa vào chính mình, bởi vì như vậy ngươi mới có thể càng lúc càng cường đại hơn. Lão nhân nói. Dương Diệp thi lễ với lão nhân, nói. Vãn bối thụ giáo. Kỳ thật Dương Diệp cũng biết đạo lý mà lão nhân nói. Chỉ là nếu có thể sớm ngày cứu mẫu thân ra thì dựa vào người khác có ngại chi. Chỉ là hiện tại xem ra, không trông mong gì được vào lão nhân trước mắt này rồi, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính hắn thôi. Tuy ta không thể ra ngoài giúp ngươi cứu mẫu thân ngươi, nhưng ta lại có thể chỉ điểm cho ngươi. Lão nhân bỗng nhiên nói. Dương Diệp vui lắm vội vàng nói. Đa tạ tiền bối. Hiện tại hắn thiếu nhất chính là được danh sư chỉ đạo, bởi vì bất kể là ở trên kiếm kỹ. Hay là kiếm ý đều tự mình lần mò sờ soạng, như vậy hiệu quả thật sự là quá chậm. Ngươi đừng cảm ơn vội. Lão nhân nói. Lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, khi ngươi đạt tới hoàng giả cảnh rồi, lão phu có việc nhờ ngươi làm, cái này ngươi còn nhớ chứ? Tất nhiên là nhớ. Dương Diệp gật đầu nói. Lão nhân nói. Vốn là lúc trước ta cũng chỉ nói cho có thôi, không coi là thật. Bởi vì độ khó của chuyện đó rất cao. Trước tiên không nói tới ngươi có thể đạt tới hoàng giả cảnh hay không, cho dù ngươi đạt tới hoàng giả cảnh cũng không nhất định có thể làm được, nhưng hiện tại nhìn thấy ngươi lĩnh ngộ kiếm ý cùng kiếm tâm thông minh, lão phu cảm thấy chuyện đó có cơ hội. Kỳ thật vãn bối lúc ấy cũng chỉ là thuận miệng đáp ứng mà thôi, cũng không thật sự ghi nhớ trong lòng. Dương Diệp có chút ngượng ngùng nói. Dù sao vãn bối cách hoàng giả cảnh vẫn quá xa xôi, hơn nữa nhân sinh vô thường. Có lẽ vãn bối ngày mai sẽ không còn ở trên thế gian này nữa. Ngươi cũng rất thẳng thắn. Lão nhân cười cười, sau đó nghiêm mặt nói. Nếu ngày sau ngươi đạt tới hoàng giả cảnh rồi, lão phu hy vọng ngươi sẽ giúp lão phu làm một chuyện,
về phần là chuyện gì thì chờ ngươi trở thành hoàng giả cảnh rồi ta sẽ nói với ngươi. Đương nhiên, để báo đáp, ta sẽ tự mình chỉ điểm cho ngươi, khiến ngươi mau chóng trở thành một cường giả. Dương Diệp trầm mặc, nếu là người khác, có lẽ sẽ lập tức đáp ứng, dù sao có một tuyệt thế cường giả chỉ đạo, có là kẻ ngốc mới không đáp ứng. Nhưng Dương Diệp lại không bị điều kiện này kích thích cho mất đi lý trí. Nghĩ một chút mà xem, lão nhân trước mắt này thực lực thấp nhất cũng phải là hoàng giả cảnh, thậm chí còn cao hơn, vậy chuyện mà lão không làm được có thể đơn giản sao? Một lúc sau, Dương Diệp chung quy vẫn gật đầu đáp ứng. Hắn hiện tại căn bản không có lựa chọn khác, bởi vì hắn rất cần trở nên mạnh mẽ, muốn tham gia Thanh Vân bảng thì cần phải có thực lực, đoạt được đệ nhất cũng cần thực lực, ngày sau cứu mẫu thân ra khỏi Bách Hoa cung càng cần thực lực cường đại hơn. Với thực lực hiện tại của hắn, tham gia Thanh Vân bảng, giành lấy một xếp hạng thì hẳn là không có vấn đề gì, nhưng nếu nói đệ nhất, cho dù hắn từng mấy lần miểu sát kẻ địch hơn cấp thì hắn cũng vẫn không có lòng tin. Toàn bộ Nam Vực, Hoàng Thất, 6 thế lực lớn, vô số đệ tử thế gia, còn những nờ lực chưa biết tên, tất cả cộng lại sẽ có bao nhiêu thiên tài. Dương Diệp trước giờ luôn rất có lòng tin với bản thân, nhưng lại không tự phụ, hắn cũng sẽ không cho rằng hắn hiện tại chính là tồn tại vô địch trong thế hệ trẻ tuổi của Nam Vực. Cho nên đề cao thực lực là rất cần thiết, không chỉ vì ước định giữa hắn và Tô Thanh Thi mà còn bởi vì tấm Thanh Vân lệnh có thể khiến mẫu thân không phải chịu khổ nữa. Thấy Dương Diệp gật đầu, lão nhân khẽ gật đầu, nói. Ngươi do dự chứng minh ngươi là một người cực kỳ giữ lời hứa, như vậy rất tốt. Nếu trước đó ngươi không nghĩ ngợi gì đã đáp ứng ngay, vậy thì lão phu rất có thể sẽ hối hận. Dương Diệp nói. Kỳ thật tiền bối không chỉ điểm vãn bối thì vãn bối đạt tới hoàng giả cảnh sẽ lại tới đây. Dù sao vãn bối đã từng đáp ứng tiền bối đạt tới hoàng giả cảnh thì sẽ tới đây rồi mà. Lão nhân cười cười, sau đó hỏi. Ngự kiếm thuật của ngươi hiện tại đạt tới cảnh giới gì rồi? Chắc là đệ nhất trọng. Dương Diệp nói. Vãn bối hiện tại đã có thể ngự kiếm trong phạm vi 10 trượng chung quanh vãn bối, nếu là khí kiếm thì có thể khống chế hơn 100 thanh, nhưng thực kiếm thì không thể. Chỉ trong phạm vi 10 trượng thôi sao? Lão nhân nhíu mày, nói. Ngươi có biết người sáng tạo ra môn ngự kiếm thuật này có thể ngự kiếm rất xa không? Rất xa ư. Nơi mà ý niệm của hắn đạt tới. Lão nhân nói. Lấy thủ cấp của kẻ địch ngoài vạn dặm, những lời này không phải là hư ngôn. Môn kiếm kỹ này lúc trước có thể nói là khiến cho người ta nghe thôi đã sợ mất mật, nó tuy không phải thiên cấp, nhưng nếu là thiên tài kiếm đạo sử dụng, so với huyền kỹ thiên thì cũng không kém cạnh mấy. Mà ngươi lại vẫn chỉ có thể khống chế trong phạm vi 10 trượng, người của kiếm tông dạy dỗ ngươi thế nào vậy? Nghe thấy là lấy thủ cấp kẻ địch ngoài vạn dặm, trong lòng Dương Diệp vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Nhưng khi nghe tới câu cuối cùng của lão nhân, hắn không khỏi cười khổ nói. Vãn bối căn bản là không được ai dạy cả, bởi vì vãn bối đã bị chấp kiếm trưởng lão của kiếm tông đuổi khỏi kiếm tông rồi. Đuổi ngươi khỏi kiếm tông. Trong mắt lão nhân hiện lên một tia kinh ngạc, nói. Ngươi là hạt giống tu kiếm chân chính, kiếm tông sao có thể trục xuất ngươi được. Cho dù là chấp kiếm trưởng lão có cửu oán với ngươi vậy thì tông chủ và thái thiếu trưởng lão chắc cũng không thể. Thấy lão nhân thần bí tựa hồ rất có hứng thú với việc này, Dương Diệp bất đắc dĩ đành phải kể lại chuyện giữa mình và kiếm tông cùng Bách Hoa Cung. Một lúc sau, lão nhân lắc đầu, nói. Chấp kiếm trưởng lão đó quả thật là cực kỳ ngu xuẩn. Đây là một thác nước cao tới hơn 60 trượng, rộng 20 trượng, nước từ một đỉnh núi hiểm trở chảy xuống, rơi xuống đầm nước, làm tóe lên vạn hoa sóng. Trong một đầm nước ở phía dưới thác nước có một tảng đá bóng loáng nhô lên, đột nhiên, một thiếu niên từ trong đầm nước trèo lên tảng đá bóng loáng đó, nhưng mà thiếu niên vừa đứng lên tảng đá, chân còn chưa vững thì đã bị dòng nước cường đại xối cho rơi xuống nước, nhưng rất nhanh, thiếu niên đó lại trèo lên tảng đá. Thiếu niên này tất nhiên là Dương Diệp, từ sau khi lão nhân đáp ứng chỉ điểm cho hắn, hắn liền sống ở nơi không biết tên này, sau đó thì mỗi ngày khổ tu. Hiện tại hắn chính là đang rèn luyện nhục thân, trong bản bí pháp trụ vương tặng cho hắn có rất nhiều phương pháp để thăng nhục thân, một trong số đó là lợi dụng dòng nước để kích thích nhục thân, mà vừa hay chân núi này có thác nước. Kỳ thật lão nhân có phương pháp tốt hơn, nhưng phương pháp đó Dương Diệp hiện tại thật sự không dám dùng, bởi vì phương pháp của lão nhân này là dùng U Minh Quỷ Hỏa để nướng thân thể hắn, U Minh Quỷ Hỏa là thế nào?
Dùng lời nói của lão Na Han để nói thì chính là, có thể trong nháy mắt đốt cho một huyền bảo thượng phẩm thành cho bụi. Nghe thấy những lời này của lão nhân, Dương Diệp lập tức lắc đầu cự tuyệt. Đùa kiểu gì vậy, hắn không cho rằng nhục thân của hắn có thể cứng rắn hơn một huyền bảo huyền giai thượng phẩm. Lão nhân tựa hồ cũng biết Dương Diệp hiện tại không thích hợp dùng U Minh quỷ hỏa để rèn luyện nhục thân, đành phải giúp hắn tìm thác nước này. Dương Diệp hiện tại đã tin câu rèn luyện nhục thân rất đau đớn mà trưởng lão đó ngày xưa đã nói, bởi vì hiện tại hắn đang rất đau đớn, thác nước mấy chục trượng từ trên cao chảy xuống, áp lực này thật sự không thua gì sức nặng của một khối đá to, quan trọng nhất là hắn còn không thể dùng huyền khí, chỉ có thể dựa vào nhục thân của mình mà chống chịu. Ao! Dương Diệp vừa trèo lên hòn đá to thì đã bị một dòng nước hất bay. Trong nước, Dương Diệp lau mặt, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết. Sau đó lại trèo lên khối đá to đó. Tuy hắn hết lần này tới lần khác bị đánh bay, nhưng Dương Diệp cảm giác được, nhục thân của hắn dưới vô số lần oanh kích của dòng nước đang từ từ phát sinh biến hóa. Biến hóa này rất nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được. Hắn trước kia chỉ biết rằng nhục thân của hắn chịu càng lớn thì sẽ trở nên càng mạnh hơn. Đương nhiên, thương tổn là loại không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần có hiệu quả, cho dù đau khổ một chút thì có sao. Cứ như vậy một ngày lại trôi qua, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Dương Diệp đã chạy tới đứng trên khối đá to đó, không nghi ngờ gì nữa, hắn vẫn bị dòng nước đánh bay, có điều so với ngày hôm qua thì đỡ hơn một chút, hắn đã có thể kiên trì được hai hơi thở. Tuy có thể kiên trì được hai hơi thở nhưng điều này khiến cho hắn càng đau đớn hơn. Bởi vì dòng nước đó ép lên người hắn, trọng lượng đó quả thực giống như một ngọn núi to, ép cho hắn cảm thấy như toàn thân vỡ nát. Tu luyện là tịch mịch và buồn tẻ, cũng rất thống khổ. Dương Diệp hiện tại mỗi ngày chỉ làm một việc là chạy tới hòn đá to dưới thác nước chịu đựng sự trùng kích của dòng nước. Mục tiêu của hắn chính là có thể đứng vững yên ổn trên hòn đá to đó. Sau đó thì muốn đứng bao lâu thì đứng, nhưng mà điều này dường như là rất khó khăn. Bất chi bất giác đã 5 ngày trôi qua. Hôm nay, lão nhân tới cạnh đầm nước, nhìn Dương Diệp hết lần này tới lần khác trèo lên hòn đá to. Lão nhân khẽ gật đầu. Đối với nghị lực và sự khắc khổ của Dương Diệp, lão mấy ngày nay đã nhìn thấy, không thể không nói, lão khá là hài lòng với nghị lực của Dương Diệp. Người trên thế gian phần lớn đều chú trọng tới thiên phú của một người, đương nhiên, điều này là đúng, nhưng cường giả đến cấp bậc như bọn họ thì chú trọng nghị lực và tâm tính của một người hơn. Thiên phú của một người tuy cường đại, nhưng nếu không có nội tâm và nghị lực cường đại thì thiên phú của người này chung quy sẽ mai một, sau đó thì trở thành một tồn tại bình thường. Mà một người không có thiên phú, nhưng nếu có nội tâm và nghị lực cường đại, người này cho dù không có thiên phú khiến cho người ta kinh diễm, nhưng thành tựu ngày sau chắc chắn sẽ bất phàm. Lão nhân đã sống qua vô số năm tháng, người như thế lão đã thấy rất nhiều. Mà thiếu niên tên là Dương Diệp trước mắt này, không chỉ có thiên phú khủng bố mà còn có nghị lực và nội tâm cường đại, điều này khiến cho lão có chút động tâm. 5 ngày trôi qua, thời gian Dương Diệp đứng trên tảng đá đã càng lúc càng lâu. Từ 2 hơi thở biến thành 50 hơi thở, có lẽ đối với người khác mà nói thì thời gian này là không dài, nhưng đối với Dương Diệp mà nói thì nó lại là dài vô cùng. Chỉ có người đứng ở vị trí đó mới biết có thể kiên trì được thời gian 50 hơi thở là một chuyện khó cỡ nào. Dương Diệp từ đầm nước bò lên bờ, đi tới trước mặt lão nhân, lau đi nước trên mặt, nói. Mạc lão hôm nay sao lại tới đây, có việc gì à? Trải qua mấy ngày ở chung. Dương Diệp tuy không biết tên của lão nhân này, nhưng đã biết lão họ Mạc, cho nên hắn liền gọi là Mạc Lão. Mạc Lão gật đầu, nói. Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi đã có thể kiên trì được thời gian 50 hơi thở, không tồi. Chỉ là con đường tu luyện nhục thân này cần từ từ mới có thể đề thăng, người tu luyện quá nhanh, lại không có linh dược phụ trợ nhục thân, như vậy sẽ lưu lại cho thân thể ngươi một chút vết thương ngầm, tuy ngươi hiện tại không cảm thấy gì, hoặc là cảm thấy không sao. Nhưng ngày sau khi tấn thăng hoàng giả cảnh rồi những vết thương ngầm này sẽ trở thành chí mạng. Mạc lão có phương pháp giải quyết không? Dương Diệp hỏi, tuy hắn mỗi ngày đều có huyền khí màu vàng kim chữa trị cho thân thể, nhưng hắn vẫn cảm thấy thân thể dường như có chút không ổn, về phần không ổn thế nào thì hắn lại không cảm giác được. Hiện tại nghe thấy lời nói của lão nhân, hắn mới biết nguyên nhân là do hắn tu luyện quá mức gấp gáp. Mạc lão trầm ngâm một thoáng rồi nói. Phương pháp giải quyết thì có điều phải chịu đựng một chút đau đớn, chắc chút đau đớn này đối với ngươi mà nói thì chẳng là gì đâu. Đi theo ta.
Không biết vì sao, nghe thấy lời nói của Mạc lão, Dương Diệp có một loại cảm giác lo sợ, hắn, chút đau đớn mà Mạc lão nói tuyệt đối không chỉ là một chút. Bởi vì lúc trước khi Mạc lão nói dùng U Minh Quỷ Hỏa để rèn luyện nhục thân, cũng bảo là chỉ đau đớn một chút thôi. Trước nhà tranh của Mạc lão có một thùng tắm, trong thùng tắm chứa đầy nước màu xanh lá cây, mùi thuốc nồng nặc từ trong thùng tắm đó bốc ra. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm là nước trong thùng tắm đó không ngờ đang sôi, đúng vậy, giống như là nước đang sôi vậy, không ngừng nổi bọt, mà quan trọng hơn là trong thùng tắm này trừ nước màu xanh lá cây ra thì còn có một số ngọn lửa, những ngọn lửa này chính là U Minh Quỷ Hỏa mà lúc trước Mạc lão đã cho Dương Diệp xem. Đứng trước thùng tắm, yết hầu Dương Diệp giật giật, sau đó nhìn Mạc lão, có chút không tin, nói. Mạc lão ngươi đừng nói là muốn ta nhảy vào đây tắm chứ. Đương nhiên rồi. Mạc lão gật đầu. Dương Diệp cười khổ, nếu là nước sôi bình thường, với độ cường hãn của nhục thân hắn tất nhiên là không sợ, nhưng có U Minh Quỷ Hỏa thì khác, nó là tồn tại có thể trong nháy mắt hóa huyền bảo huyền giai thành hư vô. Chẳng lẽ lão nhân trước mắt này muốn mưu sát hắn à? Mấy ngày trước người quả thật là không thích hợp dùng U Minh Quỷ Hỏa để rèn luyện nhục thân, nhưng trải qua mấy ngày rèn luyện, nhục thân của ngươi đã có thể chống lại U Minh Quỷ Hỏa này. Đương nhiên, ta là nói dưới tình huống ta khống chế U Minh Quỷ Hỏa. Hiện tại thì vào đi, có U Minh Quỷ Hỏa này và linh dược phụ trợ, nhục thân của ngươi sẽ càng lúc càng mạnh. Mạc lão nói, cảm nhận được nhiệt lượng khiến cho người ta tim phải đập nhanh, Dương Diệp có chút do dự, trực giác nói với hắn. Hắn nếu nhảy vào, khẳng định sẽ lập tức mất một lớp da, thậm chí là mất cả một lớp thịt. Sao, sợ à? Lúc này, Mạc lão thản nhiên nói. Nghe vậy, Dương Diệp trong lòng cả kinh, không phải vì lời nói của lão nhân, mà là sự lùi bước của hắn trước đó. Nếu chút đau đớn này cũng khiến cho mình phải lùi bước, vậy thì nói gì tới tranh đoạt Thanh Vân Bảng? Nói gì tới đối kháng với Bách Hoa Cung? Con đường võ đạo, cái cần chính là cỗ khí thế dũng mãnh tiến lên. Vĩnh viễn không thể lùi bước này, mình sao có thể bởi vì cái thùng tắm nho nhỏ này mà lùi bước. Nghĩ vậy, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó tung người nhảy lên, nhẹ nhàng hạ vào trong thùng tắm. Vừa vào thùng tắm, quần áo trên người Dương Diệp trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn. Sau đó mắt Dương Diệp đột nhiên trợ to, vẻ mặt trong nháy mắt này cũng trở nên vặn vẹo, cùng lúc đó, da trên người Dương Diệp đỏ rực, giống như là bị luộc chính vậy. Đau đớn. Đây là cảm thụ chân thật của Dương Diệp hiện tại, hắn rất muốn từ bên trong nhảy ra, nhưng vừa nghĩ tới mẫu thân đang phải chịu khổ ở Bách Hoa Cung, hắn liền cố nén suy nghĩ mê người này xuống. Rất nhanh, da trên người Dương Diệp chóc ra từng mảng, đúng vậy, giống như là thay da vậy, từng mảng bong ra, cảnh tượng này cực kỳ khủng bố. Cũng may vào lúc hắn đang đau đớn, nước màu xanh lục phát sinh tác dụng, một tia năng lượng không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể Dương Diệp. Sau đó thì nhanh chóng chữa trị thân thể đã bị U Minh Quỷ Hỏa đốt cháy của hắn. Cũng chính nhờ có năng lượng này mới khiến cho thân thể của Dương Diệp không đến mức bị U Minh Quỷ Hỏa triệt để đốt thành cho bụi, chỉ là như vậy thì làm khổ cho Dương Diệp rồi. Dù sao tư vị bị U Minh Quỷ Hỏa đốt cháy rất là đau đớn. Dần dần, một canh giờ trôi qua. Phần mặt của Dương Diệp đã toàn bộ biến hình vặn vẹo, đó không phải là do bị đốt, mà là vì đau đớn quá mức tạo thành. Có điều tuy đau đớn như vậy, nhưng Dương Diệp từ đầu tới cuối vẫn không rên lấy một câu. Biểu hiện này của Dương Diệp khiến Mạc lão ở bên cạnh thầm gật đầu. Vốn đối với Dương Diệp, lão chỉ có một chút hứng thú, còn lâu mới tới mức thưởng thức, dù sao cho dù thiên phú của Dương Diệp có tốt đến mấy thì vẫn lọt được vào mắt lão. Nhưng sau khi ở chung mấy ngày, biểu hiện của Dương Diệp lại khiến lão có ý muốn thu làm đồ đệ. Chỉ là Dương Diệp lại tu kiếm, điều này khiến cho lão có chút bất lực. Bởi vì lão rất xa lạ với con đường kiếm đạo. Nhìn Dương Diệp vẫn kiên trì trong thùng tắm, Mạc lão thấp giọng thở dài, sau đó đi vào trong nhà tranh. Thời gian trôi qua từng chút một, Dương Diệp đã ở trong thùng tắm được gần 3 canh giờ. 3 canh giờ này đối với Dương Diệp mà nói thì có thể nói là một đoạn thời gian đau đớn nhất trong đời, bởi vì thân thể hắn không ngừng bị phá hủy, sau đó thì không ngừng được chữa trị, mà hắn thì phải không ngừng hưởng thụ quá trình này hết lần này tới lần khác. Hiện tại hắn sở dĩ có thể kiên trì, hoàn là dựa vào một cỗ tín niệm này chính là phải có thực lực cường đại. Hừng đông ngày hôm sau, khi mặt trời chậm rãi nhô ra khỏi chân trời, từng luồng ánh nắng ban mai chiếu xuống người Dương Diệp trong thùng tắm, giống như khoác lên cho hắn một lớp sa mỏng màu vàng. Kẹt kẹt,
Cửa nhà tranh chậm rãi mở ra, Mạc lão chống gậy từ bên trong đi ra, lão đi tới trước mặt Dương Diệp, khi nhìn thấy nước trong thùng tắm đã hoàn toàn biến thành màu đen thì khẽ gật đầu. Sau đó nói, linh dược này đã được ngươi hấp thu xong rồi, đi ra đi, còn ở trong đó nữa, không có linh thảo chữa trị thân thể cho ngươi, thân thể của ngươi thật sự sẽ bị đốt thành cho đó. Nghe thấy lời nói của Mạc lão, Dương Diệp ở trong thùng tắm đột nhiên mở to mắt, sau đó từ trong thùng tắm nhảy ra. Sau khi nhảy ra, Dương Diệp nằm luôn xuống đất rồi thở hổn hển, để mặc cho ánh mặt trời chiếu lên người hắn. Tuy hiện tại đã đi ra, nhưng hắn vẫn cảm thấy toàn thân bị phỏng, chỉ là không còn mãnh liệt như lúc trước mà thôi. Mạc lão vẫy nhẹ tay một cái, hỏa diễm màu trắng trong thùng tắm giống như là vật sống từ trong thùng tắm bay vào tay lão, sau đó thì thu u minh quỷ hỏa lại, Mạc lão nhìn về phía Dương Diệp, nói. Sau này ban ngày ngươi tới chỗ thác nước chịu đựng sự trùng kích của dòng nước, sau đó buổi tối thì tiếp tục ngồi trong thùng tắm này, cho tới lúc nhục thân của ngươi lột xác triệt để mới thôi. Sau này buổi tối cứ phải tiếp tục như vậy à? Dương Diệp đột nhiên ngồi dậy, nhìn Mạc lão, thất thanh nói. Đương nhiên rồi. Mạc lão gật đầu, hờ hững nói. Ngươi cho rằng chỉ một lần là có thể đề thăng nhục thân của ngươi à? Nếu đề thăng nhục thân dễ dàng như vậy, vậy thì chức nghiệp thể tu chẳng phải là tuyệt diệt rồi sao? Thể tu á? Dương Diệp có hứng thú, nói. Chính là loại huyền giả chuyên môn tu luyện nhục thân à? Mạc lão gật đầu, nói. Thể tu vào vạn năm trước là cực kỳ cường hãn, chỉ là vì một số nguyên nhân, các thể tu gặp phải một số kiếp nạn, sau đó nhân số càng ngày càng ít, hơn nữa đây lại là một chức nghiệp thống khổ, cho nên người tu luyện càng lúc càng ít. Thể tu mạnh lắm à? Dương Diệp có chút tò mò hỏi. Hắn sở dĩ tu luyện nhục thân, là vì hắn phát hiện nhục thân của huyền thú vô cùng cường hãn, hơn nữa huyền khí có màu vàng kim này có thể cường hóa nhục thân, cho nên hắn mới muốn tu luyện nhục thân, bằng không hắn chẳng đi nhục thân tu luyện làm gì, dù sao nam vực trừ huyền thú ra thì hình như không có ai đi tu luyện nhục thân. Rất mạnh. Trong mắt Mạc lão hiện lên dao động nhẹ nhẹ, một lúc sau liền nói. Từng có một người, hắn tu luyện nhục thân của mình đến bất trình độ tử bất diệt, vạn pháp bất xâm. Lúc ấy cho dù là kiếm hoàng cảnh giới ngang ngửa với hắn, được xưng là một kiếm phá vạn pháp cũng không làm gì được hắn. Bởi vì nhục thân của hắn tương đương với một kiện bán thần khí. Bất tử bất diệt, vạn pháp bất xâm. Yết hầu Dương Diệp giật giật, nói với vẻ khiếp sợ. Đó chẳng phải là nói hắn tương đương với vô địch rồi à? Vô địch á? Mạc lão đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đó là lắc đầu, nói. Cũng không thể tính là như vậy, tuy kiếm hoàng đời đó không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng không có nghĩa là kiếm hoàng các đời khác không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có thể nói, thể tu cũng là một tồn tại cực kỳ cường hãn, nên nói là bất kỳ một chức nghiệp nào tu luyện đến cực hạn cũng đều cực kỳ cường hãn. Dương Diệp gật đầu, sau đó lại hỏi. Tiền bối, ngươi nói kiếm hoàng có mấy đời, kiếm hoàng là một người hay là? Là một danh hiệu. Mạc lão giống như nghĩ tới gì đó, sau đó nhìn Dương Diệp bật cười, nói. Ha ha, ta quên mất, ngươi không phải là người được đề cử cho danh hiệu kiếm hoàng sao? Ta chính là một người được đề cử là kiếm hoàng. Dương Diệp có chút ngây ra. Mạc lão cười cười, nói. Có một ngọn núi, tên là Kiếm Hoàng Sơn, chính giữa Nam Vực, trong ngọn núi đó có một vỏ kiếm cổ, về phần lai lịch vỏ kiếm cổ thì không ai biết, dù sao thì vỏ kiếm cổ này là một tiên khí, hơn nữa là có ý thức riêng. Về phần danh hiệu kiếm hoàng, chính là có liên quan tới vỏ kiếm cổ này, bởi vì người cầm được nó chính là kiếm hoàng. Mà muốn được vỏ kiếm này tán thành thì vậy thì ít nhất cũng phải lĩnh ngộ được kiếm ý, người lĩnh ngộ được kiếm ý cũng được gọi là người được đề cử kiếm hoàng, mà ngươi không chỉ lĩnh ngộ được kiếm ý, còn có kiếm tâm thông minh, hiện tại hiểu rõ rồi chứ. Một kiện tiên khí, ít hầu Dương Diệp giật giật, tiên khí xếp trên đạo khí. Hơn nữa còn là loại có ý thức, nếu có được cỏ kiếm cổ, vậy thì sức chiến đấu khẳng định là ngự kiếm bay lên vậy. Tiền bối. Nam vực chúng ta hiện tại có kiếm hoàng không? Dương Diệp hỏi. Mạc lão lắc đầu, nói. Từ 3.000 năm trước sau khi kiếm hoàng đó chết, Nam vực chưa từng xuất hiện kiếm hoàng, vỏ kiếm cổ đó chắc cũng phải tịch mịch 3.000 năm rồi. Có điều. Nói đến đây, Mạc lão nhìn về phía Dương Diệp, nói. Nó chắc sẽ không tịch mịch lâu đâu, bởi vì ngươi xuất hiện, không phải lão phu khen ngươi, ngươi ngày sau chắc có thể tham gia kiếm hoàng chi tranh.
Kiếm hoàng chi tranh. Dương Diệp lại có chút ngây ra, hiện tại hắn phát hiện kiến thức của hắn thật sự là quá hạn hẹp. Sau mỗi một đời kiếm hoàng, vỏ kiếm cổ đều sẽ tự động bay về kiếm hoàng sơn rồi ngủ say, sau đó chờ đợi kiếm hoàng đời tiếp theo. Mà muốn đạt được sự thừa nhận của vỏ kiếm, trước tiên phải thức tỉnh kiếm linh của vỏ kiếm, sau khi thức tỉnh được kiếm linh của cổ kiếm, kiếm linh sẽ thông chi cho toàn bộ Nam Vực, triệu tập thiên tài kiếm đạo trong thiên hạ tới kiếm hoàng sơn cùng so kiếm với người đã thức tỉnh nó, chỉ có đánh bại hết thiên tài kiếm đạo trong thiên hạ thì mới được vỏ kiếm cổ thừa nhận, cũng chính là trở thành kiếm hoàng mới. Đương nhiên, tỷ thí cũng có quy định, đó chính là cảnh giới của người khiêu chiến không thể vượt quá người bị khiêu chiến 2 cấp. Mạc lão chậm rãi nói. Đánh bại hết thiên tài kiếm đạo thiên hạ. Dương Diệp thấp giọng lẩm bẩm, không thể không nói, kiếm hoàng này cũng quá khủng bố rồi. Trong thiên hạ người tu kiếm nhiều cỡ nào, một người muốn đánh bại hết thiên tài kiếm đạo trong thiên hạ, tuy không phải là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhưng sự khó khăn đó vẫn khá là khủng bố, hơn nữa người khiêu chiến có thể cao hơn người bị khiêu chiến 2 cảnh giới. Dương Diệp vẻ mặt khiếp sợ của Dương Diệp, Mạc lão cười cười, nói. Ta thấy tiểu tử ngươi có tiềm lực làm người thức tỉnh kiếm linh của vỏ kiếm cổ đó đấy, so kiếm với toàn bộ thiên tài kiếm đạo trong thiên hạ, nghĩ thôi cũng thấy nhiệt huyết sôi trào rồi phải không? Dương Diệp cười khổ nói. Vãn bối không nghĩ nhiều vậy đâu, chỉ muốn có thực lực cường đại, sau đó thì cứu mẫu thân ra là được rồi. Đúng rồi, tiền bối ngay cả ngươi cũng không biết lai lịch của vỏ kiếm cổ đó sao? Biết một chút. Nụ cười trên mặt Mạc lão vụt tắt, nói. Cũng là đáng thương tên gia hỏa đáng thương, ai, không nói nữa, mau tu luyện đi, nói với ngươi những điều này còn sớm quá, ngươi bây giờ cứ tu luyện nhục thân của ngươi đến trình độ có thể so với huyền thú vương cấp đã rồi nói. Nghe vậy, Dương Diệp cũng thu hồi tâm tư, thi lễ với Mạc lão sau đó thì chạy về phía thác nước. Nhìn bóng dáng của Dương Diệp, Mạc lão thấp giọng cười nói. Kiếm hoàng. Trong núi tu luyện không có 5 tháng, nháy mắt đã 2 tháng trôi qua. Dưới thác nước, Dương Diệp khoanh chân ngồi trên tảng đá bóng loáng, để mặc dòng nước trên đỉnh đầu trùng kích. Một khắc nào đó, Dương Diệp mở mắt, chậm rãi đứng lên, đứng có chút chật vật, nhưng hắn vẫn chậm rãi đứng lên. Chân phải dậm nhẹ vào đá, tung người nhảy lên, bình ổn hạ xuống mặt đất. Cúi đầu nhìn nhìn làn da màu đồng cổ trên người, khóe miệng Dương Diệp cong lên, lộ ra một nụ cười. 2 tháng rèn luyện phi nhân tính, hắn đã không chỉ có thể đứng vững dưới thác nước. Mà nhục thân của hắn cũng có tiến bộ vượt bậc về chất, hiện tại nhục thân của hắn đã đạt tới cảnh giới kim cương bất hoại. Nói một cách đơn giản thì chính là nhục thân của hắn hiện tại đã có thể so với nhục thân của huyền thú vương cấp. Nhục thân hiện tại của ngươi huyền bảo và huyền kỹ bình thường căn bản khó có thể làm thương tổn rồi. Đúng lúc này, Mạc lão xuất hiện bên cạnh Dương Diệp. Mạc lão, ta hiện tại cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng. Rất muốn tới Thập Vạn Đại Sơn tìm một con huyền thú vương cấp đấu với nó. Dương Diệp có chút hưng phấn nói. Nếu không phải ở chân núi này, hắn thật sự rất muốn thả U Minh Lang Vương ra chiến đấu thống khổ một lần. Hắn sau khi đi tới chân núi này thì không bảo tiểu gia hỏa và 3 con huyền thú ra, lòng phòng người không thể không có, tiểu tuyền qua thật sự quá mức thần bí, hắn thật sự không hy vọng để quá nhiều người biết. Tiểu gia hỏa có thể liếc một cái là nhìn ra tiểu tuyền qua của hắn. Ân Huyên Nhi cũng có thể, theo lý mà nói thì lão nhân trước mắt này cũng có thể, dù sao thực lực của lão nhân này vượt trên họ. Nhưng không biết vì sao, cường giả nhân loại tiếp xúc với hắn đều không có một ai nhìn ra được tiểu tuyền qua của hắn, đối với điều này Dương Diệp cũng có chút nghi hoặc. Muốn chiến đấu thì sau này ắt có cơ hội. Mạc lão nói, hiện tại nhục thân của ngươi đã rất khó để thăng rồi. Bất kể là dòng nước của thác nước hay là U Minh quỷ hỏa với trình độ hiện tại đều không có trợ giúp quá lớn cho nhục thân của ngươi, mà ta nếu tăng mạnh U Minh quỷ hỏa, nhưng lại không có một số linh vật phụ trợ thì nhục thân của ngươi lại không chịu nổi. Tóm lại, nhục thân trước hết tạm thời bỏ sang bên, hiện tại nên luyện ngự kiếm thuật đó của ngươi rồi. Nghe vậy, Dương Diệp gật đầu đồng ý, hắn cũng phát hiện thác nước đó đã không có tác dụng lớn đối với nhục thân của hắn hiện tại. Về phần U Minh quỷ hỏa vẫn có thể đề thăng nhục thân, nhưng trước mắt Mạc lão lại không có linh thảo, không có linh thảo, dùng U Minh quỷ hỏa đề thăng nhục thân thì đó chính là thật sự đi tìm chết. Ngươi thi triển ngự kiếm thuật một lần cho ta xem nào. Mạc lão nói. Dương Diệp gật đầu, lật tay phải, trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, ý niệm khẽ động, trường kiếm bay lên không bay lên trên dưới trái phải một hồi,
Một lúc sau, hắn thu hồi trường kiếm nhìn Mạc lão đang đứng trước mắt. Mạc lão chậm rãi lắc đầu, nói. Cái này quá màu mè, căn bản không thể dùng để đối địch, ngự kiếm thuật trừ chú ý tới một chữ xảo ra thì còn phải chú ý tới một chữ nhanh. Tốc độ ngự kiếm của ngươi cho dù là một phàm nhân cảnh cũng có thể phòng bị, nếu đối phương có thể phòng bị, vậy thì hiệu quả của ngự kiếm thuật sẽ suy giảm mạnh. Nói xong Mạc lão chỉ vào một cây đại thụ xa ngoài trăm trượng, nói. Ngươi xem này. Dứt lời, kiếm trong tay Dương Diệp bỗng dưng thoát khỏi tay hắn, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang cắm vào cây đại thụ ở ngoài trăm trượng đó. Ít hầu Dương Diệp giật giật, khiếp sợ nói. Khoảng cách ngoài trăm trượng mà trong thời gian một hơi thở cũng không cần, mạnh quá. Đúng vậy, khoảng cách trăm trượng, kiếm này không ngờ trong nháy mắt đã tới nơi, điều này thật sự khiến Dương Diệp chấn kinh. Vẫn chưa kết thúc. Chỉ thấy thanh trường kiếm đó lại đột nhiên từ trong cây đại thụ bay ngược ra, sau đó thì lại hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, trên trời cao, giống như Dương Diệp lúc trước đã làm vậy, trường kiếm bay lượn trên dưới trái phải một vòng, nhưng mà lần này lại khác với Dương Diệp thi triển lúc trước, bởi vì trên trời cao căn bản là không nhìn thấy kiếm đâu cả. Dương Diệp nhìn thấy toàn là kiếm quang và tàn ảnh, mà bản thân kiếm thì hắn căn bản không thấy đâu cả, đó là do tốc độ quá nhanh. Bù! Trường kiếm bay trở về trước mặt Dương Diệp. Mạc lão nhìn Dương Diệp, nói. Đừng chấn kinh, người lúc trước sáng tạo ra ngự kiếm thuật này có thể lấy thủ cấp ngoài vạn dặm, mà thời gian hắn dùng cũng chỉ là hai hơi thở mà thôi. Hai hơi thở bay ngàn dặm, tốc độ như vậy, cho dù là hoàng giả cảnh thi triển ý niệm cũng không nhanh bằng. Hai tức thời gian bay ngàn dặm. Dương Diệp khiếp sợ nói. Mạc lão, ngự kiếm thuật này thật sự chỉ là huyền kỹ địa cấp thôi sao? Vào vạn năm trước đúng thật là huyền kỹ địa cấp. Mạc lão nói. Nhưng hiện tại thì cho dù là không thể so sánh với thiên cấp, nhưng chắc cũng chẳng kém là bao. Phải biết rằng, vạn năm trước huyền kỹ địa cấp không phải là giống như hiện tại, khi đó, các loại huyền kỹ nghịch thiên nhiều vô cùng, ngự kiếm thuật này lúc ấy tuy nổi danh, nhưng không được xem như là đứng đầu, trong giai của nó cũng không thể coi là đứng đầu. Vạn năm trước, Dương Diệp thấp giọng hỏi. Mạc lão. Lão nhân gia không phải là đã sống vạn năm rồi chứ? Ta á! Mạc lão bật cười, nói. Trên đời này ai có thể sống vạn năm? Cho dù là cường giả thánh giả cũng chỉ sống được mấy ngàn năm mà thôi. Thần cảnh trên thánh giả thì chắc có thể, nhưng thần cảnh, toàn bộ lịch sử Nam vực hình như cũng chỉ có một người đạt tới. Không nói tới những cái này nữa, ta hiện tại dùng ý niệm áp chế ngươi, ngươi ở dưới ý niệm của ta tu luyện ngự kiếm thuật này. Lúc nào có thể giống ta lúc trước một hơi thở 100 trượng thì ngự kiếm thuật của ngươi sẽ được tính là nhập môn rồi. Một hơi thở 100 trượng mới là nhập môn. Dương Diệp cười khổ nói. Mạc lão, ngươi cảm thấy tiểu tử có thể làm được sao? Không phải hắn không có lòng tin mình, mà là lời nói của Mạc lão này không thực tế. Phải biết rằng, hiện tại hắn một hơi thở chỉ ra được mấy trượng mà thôi. Vì sao không thể làm được? Mạc lão nhíu mày nói. Ngươi cho rằng ta lúc trước là dùng thực lực của cảnh giới bản thân à? Lúc trước cũng chỉ dùng tu vi tiên thiên để ngự kiếm mà thôi, nếu ta có thể làm được thì ngươi vì sao không thể làm đến được? Mạc lão lúc trước là dùng thực lực tiên thiên để ngự kiếm. Dương Diệp kinh ngạc nói. Tất nhiên. Mạc lão gật đầu, chỉ là Dương Diệp không phát hiện, Mạc lão khi nói những lời này thì khóe miệng hơi giật giật. Nghe thấy lời nói của Mạc lão. Dương Diệp trong nháy mắt nổi lên lòng tin, đúng vậy nếu đã có ai có thể làm được, vậy thì hắn vì sao không thể làm được? Nghĩ vậy, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Mạc lão, chúng ta bắt đầu đi. Vừa mới dứt lời, Dương Diệp liền cảm thấy một cỗ uy áp vô hình khủng bố ập vào mặt, Dương Diệp trong lòng cả kinh, đây là ý niệm của Mạc lão sao? Hiện tại hắn đã minh bạch lúc trước áp lực trụ vương tạo cho hắn là gì rồi, chỉ là uy áp của Mạc lão khác với trụ vương. Mạc lão là tạo vừa đủ, không quá bá đạo, chỉ ý niệm cảm thấy bị áp chế trói buộc. Mà của trụ vương thì bá đạo đến cực điểm, ép cho người ta thở không nổi. Ý niệm của ta tương đương với một trọng lực, người bình thường có thể một hơi thở 10 kiếm, mà hiện tại nhiều nhất là một hơi thở 1 kiếm, hiện tại thì ngươi bắt đầu chậm rãi luyện với đại thụ đi, ta đi nghỉ ngơi. Nói xong, Mạc lão xoay người bước về phía nhà tranh của lão. Tuy Mạc lão đi rồi. Nhưng cỗ uy áp đó thì vẫn còn, điều này khiến cho Dương Diệp phải thầm khiếp sợ trước thực lực của Mạc lão.
Ở chung mấy tháng, hắn thầm dò xét thực lực của Mạc lão, nhưng lại không hỏi ra được gì. Về sau thì hắn không hỏi nữa, nói chung hắn chỉ biết là lão nhân trước mắt này rất khủng bố. Lắc đầu, xua bỏ tạp niệm trong đầu, Dương Diệp ý niệm khẽ động, bắt đầu ngự kiếm. Trên đoạn hồn uyên, một người áo đen nhìn thất hồn uyên ở bên dưới trầm mặc không nói gì. Người áo đen này không phải ai khác mà chính là nhân sát của tổ chức ngũ sát lúc trước từng đuổi giết Dương Diệp. Lúc trước sau lần cuối cùng hắn ám sát Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp vận dụng thú vương để chạy, thế cho nên nàng ta đã mất dấu Dương Diệp. Nhưng nàng ta biết, thiếu niên tên là Dương Diệp kia một ngày nào đó sẽ từ thập vạn đại sơn đi ra, cho nên vẫn luôn canh giữ trước đoạn hồn uyên. 2 tháng trước, thiếu niên tên là Dương Diệp đã đi ra. Nhưng mà nàng ta vẫn không có động thủ, đối phương nhảy xuống đoạn hồn uyên, điều này khiến cho nàng ta phải sững sờ rất lâu. Đoạn hồn uyên là nơi nào? Đó chính là nơi mà tôn giả cảnh cũng không dám xuống. Mà thiếu niên đó thì lại không chút do dự nhảy xuống luôn. Chuyện tất có gì đó khác thường, trực giác nói với nàng ta rằng thiếu niên đó vẫn có thể đi lên, nàng ta đương nhiên không cho rằng đối phương là chán sống nên muốn chết. Nhưng mà 2 tháng trôi qua rồi, thiếu niên đó lại vẫn chưa lên. Một lát sau, người áo đen thu hồi ánh mắt, sau đó xoay người bay ra ngoài thập vạn đại sơn. Kỳ thật từ một khắc đối phương nhảy xuống đoạn hồn uyên, nhiệm vụ của nàng ta có thể đã kết thúc. Bất kể đối phương chết hay sống, nếu đối phương đã nhảy xuống đoạn hồn uyên, vậy thì đã không còn là chuyện của nàng ta. Nhưng nàng ta chưa bao giờ thất bại với nhiệm vụ lại liên tiếp thất thủ trên người Dương Diệp, thậm chí mấy lần nàng ta suýt chút nữa thì bị đối phương giết người lại. Điều này khiến cho nàng ta rất khó chịu, cho nên nàng ta muốn tự tay kết thúc tính mạng của Dương Diệp, hoặc là nói, quan hệ giữa nàng ta và Dương Diệp đã không còn đơn thuần là quan hệ sát thủ và mục tiêu. Có điều, bất kể là thế nào, chuyện cũng kết thúc rồi. Nàng ta có thể trở về báo cáo kết quả công tác, chỉ là thiếu niên tên là Dương Diệp thật sự rất thần kỳ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 11.